mà nhìn thấy cái bức ảnh như thế này thì bác sĩ Minh có những cái liên tưởng rất là nhiều với cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn có liên tưởng gì khi nhìn thấy bức ảnh này không ạ? Vâng, bác sĩ Minh là một người rất là yêu cây trồng, trồng rau khắp nơi và cũng là một người rất là yêu về vấn đề thẩm mỹ nội khoa. À, chính vì thế cho nên là những cái hình ảnh liên quan tới vấn đề về cây trồng luôn luôn làm cho bác sĩ Minh cảm thấy hào hứng. Và trước một bức ảnh như thế này thì bác sĩ Minh luôn luôn có một cái liên tưởng rất là nhiều tới cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta trao đổi với nhau. Đó là chủ đề về mesotherapy. Hy vọng rằng là đến cuối buổi thì chúng ta sẽ có những cảm giác được về cái mối liên tưởng này. Thực ra thì mesotherapy nó cũng giống như là một cái hình thức cung cấp dinh dưỡng cho làn da vậy. Chúng ta sẽ đi vào cái phần lịch sử của mesotherapy. Nó là một cái phương pháp, nó không phải là tên của một cái điều trị, nó là một cái phương pháp thôi. Và nó đã ra đời rất là lâu rồi. Chúng ta sẽ thấy rằng là từ trước công nguyên, đúng không ạ? Thì người ta đã bắt đầu sử dụng những cái kim châm để người ta kích thích một cái bên vài một cái vấn đề gì đó trên bề mặt da. Ban đầu thì người ta dùng bằng gai của các loại cây, gai bưởi, gai xương rồng để người ta kích thích da. Sau đó thì chúng ta biết là Trung Quốc người ta sẽ đã phát triển ra một cái phương pháp gọi là châm cứu, đúng không ạ? Cũng là sử dụng kim. Người ta có thể là sử dụng mỗi cái vấn đề về kim thôi, hoặc có thể là người ta sẽ kèm theo đó các cái thuốc để dẫn thuốc vào bên trong. Cái phương pháp này đã có từ 2000 năm trước rồi. Tuy nhiên thì đến tận thế kỷ thứ 19 thì chúng ta mới bắt đầu thấy xuất hiện cái kim đầu tiên, đó là cái kim rỗng và có khả năng là dẫn thuốc vào bên trong, đúng không ạ? Lịch sử thì không có dừng lại ở đó. Đến năm 1952 thì một bác sĩ, ông này là một cái người mà ông ấy chuyên chữa về điếc, và ông tên là Michael Pisto. Ông đã dùng cái kim để ông ấy châm xung quanh tai, và ông ấy đưa thuốc giảm đau cũng như các cái loại thuốc trị liệu vào cái vùng xung quanh tai để chữa cái bệnh người ta gọi là bệnh điếc. Khi ông ấy làm cái động tác này thì ông ý lại thấy có một cái hiệu quả đặc biệt đối với cái vùng da ở xung quanh tai, đó là da cái vùng đó nó trở nên là mỡ màng hơn và nó tươi mới hơn. Và vì vậy cho nên là ông ấy đã ra đời cái phương pháp mesotherapy phát triển tại Pháp, nơi ông ấy làm việc. Cái phương pháp này đã được đưa vào trong cái hội của mesotherapy của Pháp từ năm 1964. Và ban đầu thì nó điều trị ở trong các cái lĩnh vực về động vật thử nghiệm, đúng không, vật thú y. Và sau đó thì được đưa lên người. Và đến năm 1987 thì mesotherapy đã được chính thức đưa vào cái chương trình giảng dạy cho một bác sĩ chuyên khoa về da liễu liên quan đến thẩm mỹ, đặc biệt là các cái bác sĩ nội trú năm cuối. Nó như là một chuyên ngành trong ngành y dành cho người. Thế đấy là cái lịch sử dài qua nhiều cái giai đoạn của mesotherapy. Khi nói về mesotherapy thì chúng ta sẽ chú ý đây là một cái từ, cái thuật ngữ mà nó được phối hợp giữa chữ meso và chữ therapy. Meso thì nó chính là cái chữ xuất phát từ cái chữ intrademo, hay là một cái cách hiểu khác đấy là chữ middle layer, nghĩa là người ta sẽ dùng những cái phương pháp để trị liệu tại da và trong da với một cái vị trí lớp của da đấy là lớp trung, lớp ở giữa, đúng không? Và đôi khi thì người ta có thể dẫn dắt sang cái một cái từ đấy là middle, nghĩa là liều thấp, cái liều rất là nhỏ, đúng không ạ? Nó là một phương pháp tiêm, tuy nhiên là một phương pháp để dẫn thuốc, đúng không ạ? Chúng ta đã biết rất là nhiều phương pháp dẫn thuốc, ví dụ như điện di siêu âm chẳng hạn. Sau này thì khi phát triển cái khái niệm về mesotherapy thì người ta cũng coi điện di siêu âm là một phương pháp mesotherapy, mặc dù nó không cần kim, nhưng mà dùng bằng một cái lực đẩy và đưa một cái lượng thuốc rất là nhỏ vào bên trong da để đảm bảo cái trị liệu. Tuy nhiên thì trong buổi ngày hôm nay thì bác sĩ Minh chỉ có focus vào cái phần là dùng kim thôi. Chúng ta sẽ dùng một cái kim, đúng không ạ? Thông thường thì nó có rất là nhiều cỡ kim. Tuy nhiên thì bác sĩ Minh, một cái kim mà hay được sử dụng trong meso nhất đấy là kim tiểu đường, kim 1ml. Chắc là các anh chị ở đây đa phần sẽ là trong ngành y và bác sĩ, đúng không ạ? Thì chúng ta có biết cái kim 1ml rồi, đúng không ạ? Thế thì cái kim mà chúng ta sử dụng ở trong bài giảng ngày hôm nay đấy là cái kim 1ml với cái đầu kim dài 13mm, 1,3cm, để chúng ta có thể hình dung được cái độ sâu của cái lớp meso nó đến đâu. Thế thì trên cái lĩnh vực về mesotherapy chúng ta sẽ có hai cái mảng mà chúng ta nên tìm hiểu thật là kỹ. Cái thứ nhất là chúng ta đang tiêm vào vị trí nào, đúng không ạ?
liên quan đến chiều sâu của kim và góc tiêm. Và cái mảng thứ hai đó là chúng ta đang tiêm cái gì vào trong đó. Các chị hình dung ạ. Chúng ta có hai cái phần đó và chúng ta sẽ cố gắng để truyền đạt cả hai cái phần đó ở trong cái bài giảng này. Bao gồm là cái góc tiêm để biết là chúng ta đang tiêm vào đâu và chúng ta đang tiêm cái gì. Ok nha. Thế thì để biết là chúng ta đang tiêm vào đâu thì chúng ta có một cái sơ đồ rất là rõ nét này. Với một cái góc kim khác nhau. Tất nhiên kim này là kim 13mm của một kim 1mm nhé. Chứ còn chúng ta dùng một cái kim to hơn thì trông nó sẽ không như này đâu ạ. Thế thì khi mà chúng ta dùng một cái kim 1mm đúng không ạ? Kim tiểu đường đó. Chúng ta tiêm với một cái góc càng thấp đúng không ạ? Thì cái độ sâu của cái đầu kim ạ, nó càng đông đúng không ạ? Chúng ta hình dung ạ. Chúng ta càng dựng cái kim lên thì cái độ sâu nó càng sâu xuống. Và khi chúng ta để nó vuông góc thì nó sẽ đạt được cái độ sâu đó là 13mm đúng không ạ? Và khi đạt đến 13mm thì cái vị trí này là vị trí vùng lớp cơ đúng không ạ? Hoặc là đi qua lớp mỡ. Nếu mà vùng bụng thì nó sẽ là mỡ đúng không? Còn ở tại các vùng nông thì nó sẽ là cơ đúng không ạ? Và các cái lớp của da thì chắc là các anh chị cũng đã hình dung rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy lớp thượng bì ở trên cùng, lớp trung bì, lớp tổ chức dưới da, mỡ và cơ ở dưới cùng đúng không ạ? Đấy là về cái phần độ sâu, chứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ xem là từng độ sâu khác nhau thì chúng ta sẽ thường sử dụng các sản phẩm khác nhau như thế nào. Còn đây thì là một cái hình ảnh liên quan tới vấn đề chỉ định đúng không ạ? Thông thường thì cái lớp sâu của da đúng không ạ? Đây là một cái tuyến đồ cắt ngang của cái da đúng không ạ? Thượng bì, trung bì và phần dưới da đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là nếu mà ở phía trên thì lớp thượng bì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 1-1.5mm đúng không ạ? Khi mà chúng ta tiêm đến cái mức độ sâu khoảng độ 20mm thì chúng ta đã bước vào cái phần trung bì đông đúng không ạ? Trong khoảng từ 2-4mm chính là đoạn trung bì sâu đúng không ạ? Và hạ bì đúng không ạ? Đúng 4mm là cái ngưỡng để chúng ta phân định giữa cái lớp da và lớp tổ chức mỡ đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta tiêm trên 4mm thì thông thường là chúng ta đã tiêm vào phần mỡ hoặc đôi khi những vùng mỏng mà chúng ta tiêm vào vùng cơ rồi. Thế thì với từng cái độ sâu khác nhau này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có các cái chỉ định khác nhau và chúng ta sẽ làm rõ hơn ở phía sau. Tuy nhiên đây là một cái bảng tổng hợp đúng không ạ? Ở cái phần thượng bì thì thông thường là những cái trường hợp tiêm giảm đau giống như ông Pistor mà tiêm cho cái trường hợp biếc ấy, là ông ấy dùng bằng cái phương pháp này là ông tiêm giảm đau vào đúng cái lớp thượng bì đúng không ạ? Đối với phần thẩm mỹ da liễu của chúng ta thì chúng ta sẽ có rất là quen cái khái niệm đấy là tiêm căng bóng đúng không ạ? Tiêm căng bóng chính là tiêm ở cái phần khoảng độ 1-2mm này. Căng bóng trẻ hóa làm sáng da đúng không ạ? Sâu hơn một chút xíu đấy là làm trắng đúng không ạ? Những cái trường hợp tiêm về mạch máu hay là kích thích bọc tóc thì chúng ta sẽ tiêm ở cái độ sâu khoảng độ 2-4mm đúng không ạ? Và sâu hơn một chút xíu nữa thì đấy là sang lớp mỡ để điều trị những trường hợp sần vỏ cam cũng như là loại bỏ chất béo, đấy là giảm mỡ đúng không ạ? Chúng ta có thể hình dung được cái đoạn này rồi đúng không ạ? Chúng ta đi từng phần một nha, với từng cái loại thuốc nha. Có thể là bài giảng sẽ hơi quá nhiều loại thuốc bởi vì thực tế thì Eno Aesthetic là một cái nhãn hàng mà cung cấp cho chúng ta những cái dòng sản phẩm tiêm rất là đa dạng về hoạt chất. Bác sĩ Minh cũng rất là mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và cũng đã tìm ra được rất là nhiều cái thuốc mà ở trong cái dòng Eno TDS của Eno Aesthetic mà chúng ta có thể sẽ cảm thấy rất thú vị. Nó sẽ có những cái dòng hoạt chất mà không phải là hãng nào cũng có đủ cả. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái góc tiêm và chúng ta sẽ đi vào cái phần tiêm nông nhất đúng không ạ? Cái góc tiêm thì chúng ta vừa mới xem rồi đó và cái độ sâu chúng ta đã xem rồi. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng một cái góc tiêm cầm cái kim á, so với mặt da á, là một cái góc 10 đến 15 độ ạ. Và chúng ta đâm vào trong da đúng không ạ? Thì thông thường cái góc tiêm này sẽ đạt được cái mức đấy là tiêm ở trong da đúng không ạ? Phần thượng bì và trung bì nông đúng không ạ? Nó sẽ loanh quanh ở cái đoạn này đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đâm cái kim vẫn cái góc đó nhưng mà hơi nông đầu kim một chút xíu, đi qua độ vát của đầu kim thôi thì chúng ta sẽ tiêm vào phần thượng bì đúng không ạ? Và lúc đó thì người ta sẽ có cái hình ảnh tiêm giống như thế này. Khi mà chúng ta tiêm nông rất là nông đi qua phần vát của đầu kim thì chúng ta sẽ có được một cái độ sâu ở trong da đấy là 1mm và người ta gọi đây là tiêm trong thượng bì. Nếu mà chúng ta tiêm sâu hơn một chút xíu nữa, đưa đầu kim sâu hơn một chút và tiêm một cái lượng thuốc nhiều hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ đạt được một cái độ sâu gọi là khoảng độ 1-2mm thì chúng ta sẽ hay nhìn thấy là trên mặt da nó sẽ sẩn lên thành một cái nút sẩn và người ta gọi đây là tiêm sẩn. Vị trí tiêm này nó sẽ nằm ở trong cái khoảng từ giữa cái trung thượng bì và phần trung bì. Và nếu mà chúng ta tiêm sâu hơn một tẹo tẹo nữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ đạt được cái mức đó là 2-4mm đúng không ạ?
Và khi này thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng tiêm nó không sẩn lên mà nó tạo thành một cái vùng mọng mảng trắng, người ta gọi là tiêm blanchis, tiêm trắng, hoặc là chúng ta có thể dịch ra một cách rất là dễ hiểu đấy là tiêm vùng, nghĩa là nó trắng ra nhưng mà nó không có lồi lên. À, thì đấy là chúng ta bắt đầu với cái kim thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh đó. Tuy nhiên thì về cơ bản thì ba cái vị trí này nó đều tương đối là an toàn cả. Cho nên nếu mà các bạn có vô tình là tiêm quá nông, hoặc là các bạn có tiêm quá sâu thành cái vùng vùng màu trắng mà đảm bảo cái độ, cái góc tiêm là 10 đến 15 độ, thì chúng ta cũng yên tâm rằng gần như tất cả những hóa chất của chúng ta đều có thể ở trong cái lớp này nó đều ok cả. Nếu mà tất nhiên là bạn nào mà khéo tay thì tiêm nó đẹp, cái nào cũng đều nhau. Bạn nào mà không khéo tay lắm thì cái sần, cái này, cái lõm không có vấn đề gì cả nhé. Về cơ bản thì thuốc nó sẽ vẫn sẽ ngấm ở trong cái lớp phần thượng bì và trung bì nông, được không ạ? Thế thì trong cái phần tiêm trong da này thì chúng ta sẽ thấy là cái chỉ định mà chúng ta dễ, có vẻ dễ tiếp cận nhất đúng không? Đấy là tiêm căng bóng và trẻ hóa đúng không ạ? Tiêm căng bóng và trẻ hóa là tiêm nông trong thượng bì và trung bì nông. Thế thì trong cái dòng của InnoAesthetic thì chúng ta sẽ thấy là đã cung cấp cho chúng ta một số cái dòng có thể sử dụng để căng bóng và trẻ hóa, để cấp ẩm đúng không ạ? Và đôi khi thì có thêm một số hóa chất đấy là giảm kích ứng. Chúng ta sẽ nhớ đến hai cái dòng hóa chất đó là hyaluronic acid và cái vitamin C phối hợp đúng không ạ? Complex đúng không ạ? Thế thì trong cái chỉ định của cấp ẩm, căng bóng và trẻ hóa hay làm hồng da chẳng hạn, nghe thì có rất nhiều từ hay, các bạn có thể sẽ nghĩ ra rất nhiều từ hay ho hơn nữa dành cho đơn vị của chúng ta. Tuy nhiên thì bác sĩ Minh cũng chỉ focus vào hai cái hóa chất rất là chính để cho chúng ta rất dễ nhớ. Bất kỳ một sản phẩm nào trên thị trường có chữ làm, có cái khả năng làm căng bóng và trẻ hóa thì nó đều sẽ gồm có hai cái hoạt chất chính, là hai cái nhóm này. Nhóm thứ nhất đấy là nhóm của HA đúng không ạ, hyaluronic acid, và nhóm thứ hai đó là nhóm của các cái hỗn hợp vitamin đúng không ạ, complex đúng không ạ. Thế thì bên InnoAesthetic đã cung cấp cho chúng ta cả hai cái dòng này. Tại sao HA nó lại có khả năng làm căng bóng là chúng ta biết rồi đúng không ạ. HA thì chúng ta sử dụng nhiều nhất ở trong cái chỉ định đấy là filler đúng không ạ. Filler chính là hyaluronic acid, chất làm đầy đúng không? Tuy nhiên, các bạn cũng đừng có quá lo lắng khi bắt tay vào filler khi mà chúng ta sử dụng dưới cái phương pháp là mesotherapy, bởi vì mesotherapy sử dụng filler hoàn toàn khác với cái filler mà chúng ta sử dụng để tạo hình đúng không? Nó khác ở cái gì? Nó khác ở cái nồng độ HA đúng không ạ? Và cái liên kết chéo ở trong đó đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng dưới chỉ định là căng bóng thì thông thường là HA sẽ không có liên kết chéo, nó không có lưu, nó không có làm cho chúng ta bị tắc mạch, nó không có gây ra các cái biến chứng theo kiểu dạng như mù hay là hoại tử đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang tiêm rất nông và cái vùng này gần như là không có mạch máu đúng không ạ? Với phương pháp meso chúng ta sẽ không quá lo lắng về phần này. Và thêm một cái nữa đó là cái lượng thuốc chúng ta tiêm vào trong mỗi mũi tiêm ấy rất là thấp, rất là nhỏ, và chúng ta sẽ không lo lắng về cái vấn đề đấy là nó sẽ gây ra vấn đề tắc mạch hay là hoại tử da. Và filler này là filler thông thường, nó sẽ là filler không có liên kết chéo đúng không ạ, với nồng độ rất là thấp, nó chỉ đủ để tạo ra một cái hiệu ứng, đó là filler, cái hiệu ứng chính của filler đấy, hiệu ứng làm hút nước đúng không ạ. Một phân tử filler có thể hút nước, hút một cái lượng nước gấp 1.000 lần cái kích thước phân tử của nó. Vì vậy sau khi chúng ta tiêm xong thì nó sẽ hấp thụ nước ở xung quanh và nó sẽ làm căng lên, nó như quả bóng nó phồng lên và nó căng lên. Đấy là hiệu ứng chính, và vì thế cho nên tất cả các sản phẩm căng bóng đều sẽ có filler trong đó, nhưng không có filler nó không thể căng được. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể có các cái hình ảnh khác của HA, ví dụ như là cái vòng muối của hyaluronic chẳng hạn. Khi các bạn nhìn các sản phẩm thì các bạn để ý đến cái gốc tên đúng không ạ? Khi nó có chữ hyaluro này thì chắc chắn nó là phiên là hyaluronic acid rồi. Nó có thể là muối, nó có thể là acid, nó có thể là một cái dẫn xuất của nó đúng không ạ? Và trong cái sản phẩm hyaluronic acid của TBS thì nó gồm có ba cái hoạt chất đó. Và ngoài ra thì người ta ngoài hai cái hoạt chất về HA thì người ta sẽ pha thêm một cái gluconat, nó là cái muối của glucolic acid. Thế thì glucolic acid chắc là các bạn đã rất là quen để trong bài peel rồi đúng không ạ? Nó là một hoạt chất peel dành cho trường hợp da khô đúng không ạ? Và nó có khả năng làm tạo ra một cái độ pH rất là tốt, rất là ổn định cho HA, để HA có thể ổn định được tốt hơn. Là một cái chất kèm theo, tuy nhiên là một hóa chất tương đối tốt. Cái nhóm thứ hai mà chúng ta sẽ thấy ở trong các cái dòng căng bóng đó là nhóm liên quan đến vitamin đúng không ạ? Một cái vitamin complex, nghĩa là một cái hỗn hợp các loại vitamin. Thế thì đi vào vitamin thì cũng rất là thú vị. Bác sĩ Minh cũng rất hay giảng về phần vitamin, có một cái bài riêng
Và tuy nhiên một cách tóm tắt thì chúng ta sẽ thấy này, chúng ta có tầm khoảng độ 13 cái loại vitamin, đúng không ạ? Và trong các loại vitamin thì người ta sẽ chia làm hai cái phần nhóm chính, đúng không? Đấy là nhóm tan trong nước và nhóm tan trong mỡ. Nhóm tan trong mỡ hay là tan trong dầu thì rất là dễ nhớ thôi, đúng không? Chỉ có 4 vitamin thôi, A, D, K, E. Còn nhóm tan trong nước thì cũng rất dễ nhớ, đấy là vitamin C và toàn bộ nhóm vitamin B, đúng không? Thế thì tại sao chúng ta nên phân biệt được hai cái nhóm này với nhau? Bởi vì chúng ta biết rằng là cái nhóm tan trong mỡ ấy, thì thông thường là nó sẽ nằm lẫn được vào, nó pha hòa lẫn được vào trong cái lớp mỡ ở ngoài da, đúng không ạ? Cho nên là dưới cái dạng bôi nó rất là hiệu quả. Bởi vì khi bôi các cái nhóm vitamin A, D, K hay E chẳng hạn, chúng ta hay có cái viên E để bôi đó, thì nó là một cái thể chất có thể tan ở trong cái lớp mỡ ngoài da của chúng ta. Cho nên kem bôi vitamin E rất rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì cái nhóm mà tan trong nước ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái nhược điểm lớn nhất của nó, đấy là khi chúng ta dùng đường bôi, ví dụ kem vitamin C chẳng hạn, đúng không ạ? Nó không có khả năng hòa tan vào cái lớp mỡ ngoài da của chúng ta. Và vì thế cho nên nó sẽ rất là kém hấp thu. Chúng ta sẽ thấy trên thị trường có rất nhiều loại kem vitamin C, nhưng bác sĩ Minh không bao giờ dùng kem vitamin C hết. Bởi vì thực tế nó liên quan rất nhiều đến cái độ hấp thu của vitamin C ở trong da. Nó gần như là chúng ta chỉ có sử dụng được cái phần giữ ẩm, là cái phần hoạt chất bên cạnh vitamin C thôi. Chứ còn đúng cái vitamin C thì nó lại không tan trong mỡ, nên nó không có vào được bên trong da. Vì thế cho nên dòng vitamin C lại là một cái dòng mà rất hiệu quả khi chúng ta dùng bằng đường tiêm, đúng không ạ? Đường tiêm nghĩa là gì? Chúng ta đi qua cái lớp mỡ ngoài da bằng một cái kim, sau đấy chúng ta bơm cái thuốc ra, đó thì là nó chui vào trong da rồi mà nó không bị ngăn cản bởi cái lớp mỡ ngoài da nữa. Này, vitamin B cũng tương tự. Và thêm một cái nữa đó là cái nhóm vitamin C và vitamin B thì nó không có tích lũy. Nó vào bao nhiêu rồi nó tiêu hết rồi nó hết luôn thôi. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên cung cấp. Ngay cả khi chúng ta ăn cũng thế thôi. Chúng ta ăn ổi, chúng ta ăn bưởi, chúng ta ăn cam để cung cấp vitamin C. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng nếu một hôm mà chúng ta ăn hai quả bưởi, đúng không ạ? Thì ngày hôm sau thì chúng ta vẫn phải ăn bưởi tiếp. Bởi vì không thì nó chui hết ra ngoài. Nó không có nằm ở trong cơ thể, nó không có tích lũy. Và nếu mà chúng ta có ăn hai quả bưởi hay là chúng ta có ăn khoảng độ chục quả bưởi mà khi mà chúng ta thích, thì vitamin C cũng không tích lũy và không gây độc. Nó không có tích lũy và nó đồng độ, nó không có bị gây độc. Nó rất là ít khi độc. Chỉ trừ khi trường hợp là chúng ta dùng hẳn viên uống bổ sung với cái nồng độ quá cao thì nó mới có cái nguy cơ gây độc thôi, chứ còn nó tương đối lành. Cái dòng mà tan trong mỡ thì nó lại ngược lại, nó tích lũy, cho nên chúng ta mỗi hôm chúng ta ăn một tí, nhưng nó tích lũy vào trong gan và thế là nó có nguy cơ gây độc nhiều hơn. Cái phần này chắc là các anh chị đã hình dung được hết rồi. Và đương nhiên là đối với cái dòng tan trong nước, tiêm sẽ hiệu quả hơn là bôi nhé. Và vì vậy cho nên là C và B chúng ta nên sử dụng cái đường tiêm. Thế thì trong cái sản phẩm mà TDF vitamin complex ấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng người ta khai thác chủ yếu là phần vitamin B nhá. Vitamin B ví dụ như là vitamin B6, vitamin B1 là biotin, hay là vitamin B7, B5 đúng không ạ? Vân vân. Các cái nhóm vitamin B này sẽ được phối hợp với nhau và tạo thành một cái công thức tương đối hoàn hảo. Các cái dòng vitamin B thì thông thường nó sẽ can thiệp vào các cái chu trình chuyển hóa của da, và vì vậy cho nên là nó sẽ giúp cho da được bổ sung đầy đủ và hoạt động rất là cân bằng. Có rất nhiều loại, biotin chắc anh chị cũng quen thuộc rồi đúng không ạ? Ok, đấy là xong cái phần về căng bóng và trẻ hóa. Các anh chị có thể tham khảo các dòng sản phẩm khác, các anh chị cũng sẽ quy nó về hai cái nhóm HA và vitamin thôi. Ok nhé. Chúng ta đi sang một cái nhóm thứ hai cũng ở trong cái chỉ định phần tiêm thành nốt sần hoặc là tiêm vùng, đó là tiêm ở phần thượng bì và trung bì nông đúng không ạ? Đó là sang các cái hoạt chất liên quan tới làm trắng sáng. Thế thì trong các cái hoạt chất liên quan đến làm trắng sáng thì bên InnoAesthetic có cung cấp cho chúng ta một cái dòng hoạt sản phẩm, đấy là cái dòng sản phẩm có chứa vitamin C đúng không ạ? Và ngoài ra thì trong các hoạt chất làm trắng sáng chúng ta sẽ thấy nó có hai chủ yếu về hai cái nhóm hoạt chất. Nhóm thứ nhất đấy là vitamin C, là một cái nổi trội đúng không ạ? Liên quan đến vấn đề trắng sáng. Và thực tế thì không phải mỗi vitamin C mà nó là cả một cái nhóm các cái hoạt chất liên quan tới cái người ta gọi là trung hòa gốc tự do. Các anh chị chắc là nhìn nghe thấy cái này nhiều. Dân gian thì người ta hay gọi một cái từ rất hay, đấy là detox. Detox chính là những hoạt chất, những cái thành phần mà có khả năng trung hòa được gốc tự do. Gốc tự do là những cái gốc sản phẩm mà nó được tự tạo ra do môi trường, do stress, do ô nhiễm, nó làm cho da xấu đi.
bởi vì nó có khả năng là nó như kiểu chất độc, là chất bài tiết, chất độc. À, trong các cái hoạt động chuyển hóa thì nó sẽ sinh ra các cái hoạt chất độc, đúng không ạ? Và nó sẽ tồn tại trong da, nó làm cho da bị tổn thương, DNA của da bị tổn thương và nó làm cho da xấu đi rất là nhanh. Thế thì đấy là khái niệm về gốc tự do. Và các cái hoạt chất để trung hòa gốc tự do, hay là ức chế gốc tự do, hay là bão hòa, hay là đào thải gốc tự do, người ta gọi chung là đề tấp, hay là vân vân và vân vân, có rất nhiều từ hay ho, thì nó đều nằm cơ bản để trong cái vòng xoáy này, đúng không? Tất nhiên nó sẽ có nhiều hoạt chất hơn. Đây là cái hình ảnh mà bác sĩ Minh rất là thích lựa chọn trong vấn đề giảng dạy, bởi vì nó rất là đơn giản để hình dung. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái quy trình để trung hòa hay là đào thải gốc tự do thì nó sẽ như thế này ạ. Ví dụ như nó tạo nó có một cái hoạt chất nó được sản xuất ra, đúng không ạ? Thế thì nếu mà chúng ta bổ sung một cái hoạt chất mới vào, một cái thành phần có thể trung hòa gốc tự do vào, thì nó sẽ chuyển hóa cái đó trở thành một cái dạng ban đầu của nó. Thế là nó sẽ không có độc, đúng không ạ? Hay ví dụ như là một cái hoạt chất được sản xuất ra là dehydro ascorbat, đúng không ạ? Khi chúng ta có vitamin C vào thì nó sẽ chuyển lại thành ascorbat, ví dụ thế. Nghĩa là chúng nó chuyển các cái gốc tự do thành những cái không độc. Thì đấy là khái niệm về gốc tự do. Thế thì trong cái chu trình trung hòa gốc tự do này, chúng ta sẽ thấy có xuất hiện tương đối là nhiều cái loại mà chúng ta hay dùng ở trong các cái kem bôi, cũng như các cái thuốc uống, thực phẩm chức năng, cũng như là trong đường tiêm, đúng không? Đặc biệt là trong cái dòng mà có thể làm trắng sáng. Càng giảm các gốc tự do đi thì đương nhiên da càng trẻ và càng trắng sáng. Ví dụ vitamin C, đúng không ạ? Vitamin C là một nhánh ở trong cái phần trung hòa gốc tự do, đúng không ạ? Và bao giờ vitamin C người ta cũng sẽ đi kèm vitamin E, đúng không ạ? Bởi vì tại sao? Chúng ta thấy rằng vitamin C là vitamin tan trong nước, còn vitamin E là vitamin tan trong dầu. Vitamin C nó không có khả năng hấp thu qua lớp mỡ của da, nhưng vitamin E thì có khả năng chui qua tương đối là tốt vì nó tan trong dầu. Vì vậy cho nên người ta rất hay phối hợp vitamin C và vitamin E trong một hóa chất, đúng không? Để vitamin C đi kèm với vitamin E chui trong da. Người ta gọi rằng là tái sinh vitamin C là như thế. Ngoài ra thì một cái hoạt chất mà chúng ta cũng rất hay nói đến, đấy là glutathione, đúng không ạ? Glutathione là một cái hoạt chất mà cũng để làm trắng sáng nổi tiếng, đúng không? Thì cũng nó cũng tương tự như vậy, người ta có thể nói rằng glutathione làm kéo dài tuổi thọ của vitamin C, hoặc là glutathione sẽ làm gọi là gì nhỉ? Nâng cao hoạt động của vitamin C, vân 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 vân. Thực tế là nó cùng với nhau ở trong một cái chu trình để có tự do thôi. Ok nhá. Và một cái hoạt chất nữa mà chúng ta cũng sẽ nhìn thấy có ở trong cái dòng sản phẩm làm trắng sáng này, đấy là lipoic acid. Nó cũng tương tự như thế. Nó hoạt động gần giống như là vitamin C, nó cũng hoạt động gần giống như vitamin E, và nó cũng hoạt động gần giống như glutathione. Đó là nó đều trung hòa gốc tự do, đúng không ạ? Chúng ta điểm lại các cái đó cho nhớ nhé. Vitamin C, đúng không ạ? Có rất nhiều trong hoa quả và tiêm rất là tốt, đúng không ạ? Chống oxy hóa, giải quyết vấn đề về gốc tự do, đúng không? Giảm giảm cái ảnh hưởng của ánh nắng lên trên da, đúng không ạ? Glutathione, đúng không ạ? Người ta nói rất nhiều cái từ khác nhau, giống như kiểu là kéo dài tuổi thọ vitamin C, hoạt động giống vitamin C, trung hòa gốc tự do, vân vân vân. Thực tế nó nằm cùng trong cái chu trình mà chúng ta vừa nhìn lúc nãy, đúng không ạ? Alpha lipoic acid rất là hay được cung cấp bằng đường uống, đúng không ạ? Trong các cái bệnh về gan, thận, vân vân, nóng gan, nóng trong, vân vân vân. Thực tế là nó hoạt động như một cái đồng phối hợp với vitamin C trong vấn đề chống lại cái gốc tự do, đúng không ạ? Acetin cysteine chúng ta không nhìn thấy trên cái màn hình ở phía trên, tuy nhiên nó cũng là một cái nhánh tương tự của glutathione, hay là tương tự như lipoic acid, cũng là một dòng, một cái nhóm hoạt chất mà chúng ta sẽ gặp ở trong các cái sản phẩm chống gốc tự do, đúng không ạ? Ovotein thì thế này ạ. Chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong tế bào, bản thân cơ thể chúng ta cũng sẽ có khả năng tự trung hòa gốc tự do. Nếu mà không tự trung hòa gốc tự do được thì đương nhiên là nó cứ sản xuất ra mãi, thì chúng ta sẽ ra và tế bào của chúng ta nó sẽ tệ đi rất là nhanh. Và vì thế cho nên cơ thể của chúng ta cũng sẽ tự sản xuất ra các cái loại sản phẩm mà trung hòa gốc tự do, đúng không? Ví dụ như vitamin B là cơ thể có thể tổng hợp được, đúng không? Một số loại vitamin B là cơ thể có thể tổng hợp được. Thế vậy thì protein cũng là một khái niệm tương tự. Nó là một cái hoạt chất mà nó chống lại cái gốc tự do, nhưng mà hoạt động ở trong tế bào. Còn cái loại vitamin C, glutathione hay là vitamin E thì đấy là người ta gọi là chống gốc tự do ngoại bào. Thế thì ở trong cái hoạt chất, trong cái sản phẩm làm trắng sáng của TS thì nó cũng sẽ có bổ sung thêm một cái hoạt chất chống gốc tự do nằm ở trong tế bào, đấy là protein. Cái hoạt chất này thì bác sĩ Vinh cũng chưa có nhìn thấy ở trong các cái dòng sản phẩm khác.
Đó là về vấn đề nhóm thứ nhất, đấy là nhóm chống gốc tự do, đúng không ạ? Và gồm các vitamin và các hoạt chất, đúng không ạ? Nhóm thứ hai mà chúng ta hay sử dụng ở trong các hoạt chất trắng sáng, đấy là những cái hóa chất hơi phức tạp một chút mà bác sĩ thì rất là ưa chuộng. Tuy nhiên thì đối với các bạn làm thẩm mỹ có thể nó hơi quá xa lạ, bởi vì nó thực sự rất là mạnh. Thì những cái hoạt chất này về cơ bản là nó sẽ tác động vào cái vấn đề tạo sắc tố, đúng không ạ? Tại melanin, melanocyte, đúng không? Nó tạo ra melanocyte tạo ra melanin từ các cái tế bào melanocyte như thế này, đúng không? Với các cái bước khác nhau. Đó, thế thì cái nhóm này chúng ta có thể nói chung là gọi là nhóm ức chế tạo sắc tố, đúng không? Thế thì cái hoạt chất này nó cũng rất là nhiều, và có lẽ là không biết là các bạn, một số bạn tham gia cái buổi training trước đây của bác sĩ Minh về vấn đề trắng sáng, chúng ta có 1 tiếng đến 2 tiếng để trao đổi với nhau về nhóm này, rất là phức tạp. Tuy nhiên một dòng sản phẩm tiêm của InnoAesthetic cũng đã cung cấp cho chúng ta tương đối đầy đủ các cái hoạt chất nằm ở trong cái vấn đề ức chế tạo sắc tố. Đấy là Milite 01 ID, đấy là dòng tiêm của Milite, đúng không? Thế thì trong cái hoạt chất Milite này chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có tương đối nhiều cái hoạt chất mà ức chế rất là nhiều bước ở trong quá trình tạo sắc tố. Nó hơi mạnh một chút, đúng không? Hơi mạnh. Nếu các bạn đã dùng qua những vấn đề về vitamin, chống gốc tự do, đừng tiêm, đừng bôi mà không hiệu quả, chúng ta có thể tham khảo cái dòng chuyên biệt hơn mà bác sĩ rất là ưa chuộng. Trong cái hoạt chất của Milite thì bác sĩ Minh sẽ nhấn mạnh nhất đấy là vấn đề về thangnasamic acid, đúng không? Thangnasamic acid thì chúng ta sẽ thấy rằng thangnasamic acid thì nó là một cái dòng mà nó một cái hoạt chất mà rất là nổi tiếng trong cái vấn đề làm trắng. Thực tế thì trước đây thì nó sẽ được sử dụng khi ra đời, nó được sử dụng với cái tác dụng là cầm máu và điều trị rong kinh cho các cái cô bé tuổi dậy thì. Nó rất là an toàn, và dưới dạng đường uống thì nó được với WHO, nghĩa là Tổ chức Y tế Thế giới, đưa vào gọi là thuốc thiết yếu cho mọi cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên, rất là lành tính với các cái liều dùng từ thấp đến cao. Tuy nhiên thì ở trong sản phẩm tiêm, người ta sẽ thấy rằng là khi dùng thangnasamic đường tiêm thì nó lại có khả năng thêm, đấy là nó ngoài tác dụng cầm máu tại da, ức chế những cái vấn đề phát triển mạch máu ngoài da, thì nó giúp làm trắng sáng, bởi vì nó ức chế các cái con đường tạo ra sắc tố. Vì thế cho nên thangnasamic đường tiêm về cơ bản là một trong những hoạt chất cực kỳ an toàn, bởi vì khi chúng ta uống tận đường toàn thân với liều rất cao và nó vẫn an toàn, thì với đường tiêm đương nhiên phải an toàn hơn. Đường tiêm mezo nó rất an toàn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sử dụng nó để ức chế plasminogen cũng như bất hoạt tinosina, là những cái enzyme có ở trong cái con đường tạo ra sắc tố. Hoạt chất về thangnasamic đường tiêm về cơ bản cũng không có nhiều. Trong sản phẩm Milite thì nó đang chứa nồng độ tương đối cao, hơn 20% thì này, và cũng là một cái hoạt chất mà bác sĩ Minh rất là thích. Và chúng ta đi sang cái chỉ định thứ ba, đúng không ạ? Chỉ định này thì nó cũng hai cái chỉ định trên chúng ta cũng có thấy lẫn một chút vào cái chỉ định chống nhăn và tăng sinh collagen rồi, vì có vitamin C, đúng không ạ? Có chống gốc tự do thì có vẻ như cũng chống nhăn và tăng sinh collagen. Tuy nhiên cái vấn đề về chống nhăn và tăng sinh collagen khi mà nó trở nên rất là sâu sắc và chuyên biệt thì chúng ta sẽ đi vào các cái dòng hoạt chất bao gồm collagen, bao gồm vitamin, bao gồm acid amin, đúng không? Và bao gồm trực tiếp vào cái sợi collagen, đúng không? Thế vì thế cho nên hai cái thành phần là TGF và Matrix là hai cái sản phẩm mà nó mạnh hơn rất nhiều so với những hoạt chất phía trên trong vấn đề tăng sinh collagen. Chúng ta sẽ thấy là mỗi nhãn hàng sẽ có rất nhiều sản phẩm. Tuy nhiên chúng ta nên phân định là chúng ta chỉ định cái sản phẩm này cho cái mục đích gì là chính, đúng không? Nếu như mà khách hàng muốn rằng giảm nhăn, đúng không? Thì chúng ta đương nhiên phải lựa chọn một cái hoạt chất mà nó có khả năng tăng sinh collagen và chống nhăn mạnh. Tuy nhiên nếu khách hàng chỉ nói là tôi muốn trẻ mà cũng chẳng nói rõ hơn, đúng không? Thì chúng ta có thể sẽ tác động theo kiểu căng bóng hay tác động theo kiểu làm sáng da. Khi mà chúng ta đã trở nên chuyên sâu thì chúng ta nên phân định được những cái này với nhau, nếu không nó sẽ lẫn lộn hết cả đấy với nhau. Thế thì trong nhóm chống nhăn và tăng sinh collagen thì chúng ta sẽ thấy là nó bao gồm hai cái nhóm hoạt chất chính, đấy là các cái collagen gọi là cắt khúc, đúng không, gọi là acid amin, những cái phần bổ nhỏ collagen, đúng không, những cái chất làm đầy, cũng như là bên cạnh đó là một số cái hoạt chất mà có khả năng kích thích cơ thể tự sản xuất ra collagen tự nhiên, đúng không? Chúng ta đi vào hai cái đó.
đối với vấn đề là collagen, bác sĩ Minh rất hay được đặt câu hỏi đấy là sử dụng collagen đường bôi, đường tiêm, đường uống, vân vân vân, thì nó có tác dụng thế nào? Thế thì đây cũng là một phần của cái câu hỏi trả lời câu hỏi đó. Collagen thì thành phần chính của nó chính là các acid amin, đúng không ạ? Cái này chúng ta đã làm quen ở trong cái thời chúng ta học cấp 3, đúng không? Nó có rất nhiều loại acid amin, đúng không ạ? Tuy nhiên thì collagen là một kiểu protein mà bao gồm 3 loại acid amin chính. Ba loại đó là glycine, hydroxyproline và proline. Tất cả các sợi collagen đều bao gồm phần chính là 3 cái acid amin này. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta sử dụng các cái acid amin để tiêm vào trong da, chúng ta nên nhìn cái công thức acid amin trong đó xem nó có bao gồm 3 cái này hay không. Nếu nó bao gồm 3 cái hoạt chất này thì về cơ bản nó là một cái hoạt chất tiêm tốt để giúp collagen có thể tự tổng hợp được, đúng không? Vì nó là thành phần của collagen mà. Thế thì các cái collagen ở các vị trí khác nhau thì cái nồng độ với cái hàm lượng của 3 cái hoạt chất này nó sẽ hơi khác nhau một chút. Đấy là lý do tại sao người ta sẽ chế ra được các cái sản phẩm tiêm tại da mặt, đúng không? Tiêm tại da bụng, tiêm tại da tay, nó hơi khác nhau về nồng độ acid amin là vì vậy. Và trong cái hoạt chất mà của TDS thì người ta cũng có cung cấp tương đối tốt 3 cái nồng độ này, đúng không? Đây là một cái công thức ở trong cái TDS mà tiêm dành cho tăng sinh collagen, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là các cái loại acid amin cơ bản, những loại acid amin thiết yếu, và đương nhiên là có đầy đủ những cái acid amin mà chúng ta đang tìm, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Cái nhóm bên cạnh nhóm về acid amin, đúng không ạ? Là thành phần chính để tạo nên một sợi collagen, thì người ta sẽ bổ sung vào trong đó một số cái hoạt chất, ví dụ như trong cái sản phẩm Matrix ấy, là sản phẩm làm chống lão hóa cho những trường hợp nếp nhăn rất sâu ấy, thì nó sẽ là bổ sung thêm những cái hoạt chất làm đầy cũng như các hoạt chất kích thích cơ thể có thể tự sinh ra collagen. Ví dụ như là sodium pyruvate, đấy là một thành phần tương đối là mạnh bởi vì nó thực tế là một cái loại đường thôi, đúng không ạ? Carbon hydrate nó là một loại đường, nó cung cấp cái năng lượng cho tế bào có khả năng tự sản sinh ra collagen. Và vì thế cho nên nó sẽ nằm ở trong sản phẩm Matrix, là sản phẩm tương đối mạnh để tăng sinh collagen trong những trường hợp nếp nhăn sâu. Nó có khả năng làm tăng cái hoạt động của ti thể bởi vì ti thể sử dụng pyruvate để sinh ra năng lượng cho tế bào. Chúng ta đi sang một cái dòng, một cái chỉ định thứ tiếp theo, đúng không ạ? Đấy là vấn đề về đàn hồi và cấu trúc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng các hoạt chất nếu mà không tinh ý, chúng ta sẽ rất thân cận với nhau, chúng ta chẳng biết là chúng ta chỉ định cái gì về cái gì. Nhưng bác sĩ Minh thì thông thường hay có một thói quen, đấy là tìm ra hoạt chất chính của sản phẩm. Trong cái hoạt chất, trong cái sản phẩm DNA, đúng không ạ, HA này, thì nó chỉ định chính cho vấn đề là làm tăng cái độ đàn hồi và cấu trúc của da. Thế thì hoạt chất chính của nó chính là một cái thành phần, đấy là sodium DNA. DNA là một cái ở trong nhân, đúng không ạ? Và nó được cấu tạo chính là bởi hai cái acid amin là purine và pyrimidine. Chính vì thế khi chúng ta sử dụng các cái hoạt chất tiêm mà có chứa DNA thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ cung cấp tương đối tốt cho da purine và pyrimidine, và nó sẽ đương nhiên là nó sẽ làm tăng cái khả năng sức sống của cái DNA của cơ thể, đúng không ạ? Tế bào sẽ nhân lên dễ hơn, đúng không? Bởi vì nó có đầy đủ cái nguyên liệu để nhân lên, DNA nó nhân lên được, thế thì nó sẽ đào mới tế bào tốt hơn, đúng không? Ví dụ thế. Chúng ta đi sang một cái chỉ định mà không biết các bạn có hay gặp hay không, đấy là làm trẻ các cái vùng da ngoài mặt, đúng không? Vùng cổ, vùng tay, đúng không? Hay là vùng ngực chẳng hạn. Một cái sản phẩm Film Up, đấy là một sản phẩm tương đối tốt cho cái phần này. Tại sao? Bởi vì nó chứa một số hoạt chất tương đối là hay, chắc là các bạn sẽ thấy thích. Không biết là có bạn nào đây đã tiếp cận với một cái hoạt chất gọi là DMAE chưa ạ? DMAE là một hoạt chất mà tương đối là tốt cho vấn đề chống nhăn ở các cái vùng da ngoài mặt. Nếu mà nói đến một cái hoạt chất này chắc là các bạn sẽ biết, bởi vì nó liên quan rất nhiều đến DMAE. Các bạn biết Botox chưa ạ? Các bạn đều biết Botox đúng không ạ? Botulinum toxin tiêm cho những trường hợp ức chế thần kinh, đúng không ạ? Ức chế cơ, co cơ, đúng không? Và làm giãn cơ, đúng không? Và trong những cái trường hợp mà da mặt cau có, nhăn nhó, đúng không? Thì chúng ta chỉ định cái này rất là dễ, rất là tốt và cực kỳ lành, lành filler rất là nhiều. Khi bắt đầu bắt tay vào vấn đề tiêm, cái lĩnh vực tiêm này thì đầu tiên là bác sĩ Minh tiêm meso bởi vì nó rất là dễ làm.
Và sau đấy thì bác sĩ Minh chuyển sang cái phần tiêm thứ hai, đấy chính là Botox, bởi vì nó không có nguy hiểm như filler. Bác sĩ Minh cũng không hiểu tại sao mà rất nhiều đơn vị thẩm mỹ lại luôn luôn chọn filler là cái hàng đầu, cái đầu tiên mình bắt tay vào làm, nó lại là cái khó nhất và nhiều phụ nữ. Thế thì đấy là nói đùa bên ngoài thôi. Hôm nay chúng ta không có làm về Botox, nhưng chúng ta làm về một hoạt chất ngược lại với Botox, đấy chính là DMAE. DMAE thì chúng ta sẽ thấy rằng trong trường hợp một cái synapse thần kinh, đúng không ạ, nó tiếp xúc vào một cái cơ thì nó sẽ làm co cơ. Nó làm co cơ dựa qua cái vấn đề đấy là acetylcholine, là một cái phân tử ở trong cái synapse thần kinh. Và trong trường hợp tiêm Botox thì nó sẽ ức chế cái acetylcholine này. Và vì thế cho nên cơ nó giãn ra, cho nên những cái vị trí nếp nhăn cau có trên khuôn mặt, đặc biệt là nếp nhăn ở vùng trán, nhíu mày, hoặc là nhăn trán, hoặc là nếp nhăn ở vùng đuôi mắt, nó sẽ bị xóa hết sạch khi chúng ta dùng Botox. Đấy là bởi vì chúng ta ức chế acetylcholine, đấy là dành cho vùng mặt. Tuy nhiên thì ở một số vùng khác ở trên cơ thể, ví dụ như vùng cổ hay là vùng tay, vùng ngực, thì chúng ta lại không thích nó giãn ra. Bởi vì nó giãn ra thì nó cứ lỏng là lỏng lẻo và nó rất là không thích, đúng không, sờ nó không thích. Thế thì người ta sẽ có một cái hoạt chất ngược lại với Botox, đấy chính là DMAE. Nó là tiền chất của acetylcholine, nó bổ sung nhiều cái phần đấy hơn, và thế là cơ nó sẽ co chắc hơn và nó tạo ra một cái độ săn chắc nhất định, đúng không? Có những chỗ chúng ta thấy mềm mỏng thì dễ, nhưng có những chỗ phải cứng. Thế thì như cái vùng này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hoạt chất để làm tăng cường cái độ co, làm co mạnh hơn, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ săn chắc hơn, được thích hơn. Và rất rất lưu ý đấy là chúng ta phân biệt được cái sản phẩm này để đừng có tiêm nó quá nhiều lên các cái vùng mạch mà chúng ta đang muốn thư giãn, được không? Ví dụ vùng cằm chẳng hạn, vùng chỗ vùng này chẳng hạn, chúng ta có thể là chúng ta sẽ thấy là nó chảy xệ, thì chúng ta làm săn chắc lên nó tốt. Nhưng mà chỗ này mà co thêm vào thì nó rất là dở, cho nên chúng ta phải chỉ định cho nó chuẩn. Hai cái này là ngược nhau nhỉ. Ở ngoài ra thì trong hoạt chất này, trong cái sản phẩm này thì người ta cũng có bổ sung thêm hai cái hoạt chất nữa, đấy là mannitol và glycerol, đúng không? Nó làm tăng cái, cũng là một cái thành phần để ức chế gốc tự do và làm giảm cái tác động của ánh nắng lên trên da. Glycerol cũng là một chất chống gốc tự do thôi, nó là một cái hoạt chất phụ, tuy nhiên cũng có thể chúng ta sẽ gặp hai hoạt chất này trong nhiều sản phẩm, nhưng mà DMAE thì ok nha. Rồi, trong một số cái chỉ định khác nữa thì nhiều chỉ định quá ha. Chúng ta sẽ thấy rằng cái chỉ định này thì không phải là một cái chỉ định mà bác sĩ Minh khuyến khích nhiều lắm, bởi vì trên những trường hợp da dầu và mụn, đúng không? Nếu như mà có mụn và đặc biệt là mụn nhiễm khuẩn trên mặt thì chúng ta cũng hạn chế vấn đề về tiêm thôi. Những trường hợp mà đã có mụn trứng cá như này này, chúng ta đừng có quá mạnh tay mà cho tiêm làm gì. Bởi vì là nó sẽ làm tăng cái nguy cơ cho chúng ta trong vấn đề nhiễm khuẩn, đúng không? Và thực tế thì vấn đề về da dầu mụn là chúng ta dùng bằng kem bôi và thuốc uống cực kỳ là hiệu quả. Thế cho nên là vấn đề tiêm, hoạt chất tiêm trong trường hợp này không được khuyến khích lắm. Tuy nhiên nếu như mà khách hàng của chúng ta vẫn là trường hợp da dầu nhưng mụn nó đã đỡ đi nhiều rồi, nó không còn các cái mụn mủ viêm nữa mà người ta cứ tha thiết người ta muốn tiêm, thế thì chúng ta vẫn có một cái lựa chọn cho nó, đó là một cái hoạt chất tiêm dành riêng cho trường hợp da bã, tiết bã nhờn và kháng khuẩn. Đấy chính là sản phẩm APRNDA, một hoạt chất tiêm dành riêng cho trường hợp da dầu mụn, mặc dù nó được chỉ định sẽ không nhiều lắm. Tại sao cái hoạt chất này nó lại có khả năng ức chế cái tuyến bã, giải quyết cho vấn đề da dầu? Bởi vì nó có một cái thành phần rất là quen thuộc của chúng ta mà chúng ta hay sử dụng đường bôi, đấy là niacinamide cho trường hợp da mụn, đúng không ạ? Niacinamide thì nó được sử dụng trong da dầu và làm trắng sáng, nghĩa là kiềm mụn và làm tăng cường độ sáng của da, bởi vì nó cũng là một cái chất mà chống oxy hóa rất là mạnh. Tuy nhiên thì ngoài vấn đề chống oxy hóa mạnh, nó làm trắng sáng da, làm giảm các vết thâm do mụn, thì chúng ta sẽ thấy rằng niacinamide nó có khả năng ức chế được vi khuẩn PNE và điều hòa tuyến bã. Và vì thế cho nên niacinamide là một hoạt chất mà bác sĩ Minh sử dụng rất nhiều bằng đường bôi cho trường hợp da dầu mụn. Gần như bệnh nhân nào của bác sĩ Minh cũng được dùng niacinamide để bôi cho da dầu mụn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có để tiêm thì trong những trường hợp mà mụn nó ổn rồi chúng ta có thể sử dụng được, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái thành phần đấy là piruvat. Cái thành phần này chúng ta đã nói ở phía trên rồi, đúng không ạ? Nó cũng có khả năng chuyển hóa thành một cái gọi là axit lactic AHA. Và cái axit lactic AHA này thì nó vừa cung cấp độ ẩm rất là tốt, tuy nhiên nó lại cũng là một cái chất lột, cho nên nó lại cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều trong vấn đề làm kháng khuẩn cũng như làm giải quyết vấn đề chất bã, đúng không ạ?
Và cuối cùng thì trong hoạt chất này có bổ sung thêm một cái thành phần rất là lớn, đấy là kẽm, đúng không? Kẽm thì chúng ta hay thấy được kê cho các cái khách hàng mà bị mụn đường uống, đúng không? Hoặc là rụng tóc, đúng không? Kẽm thì rất là tốt cho tóc, lục tóc móng và da dầu. Và trong cái hoạt chất này chúng ta, trong cái sản phẩm này chúng ta cũng có kẽm để tiêm. Rồi, bây giờ đấy là cái phần về tiêm trong da, phần nông, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần là tiêm trong da, cái phần phía sâu một chút xíu nữa, đúng không? Đấy là chúng ta sẽ đi vào cái phần mạch máu và cái lớp trung bì sâu, đúng không? Mạch máu và trung bì sâu là phía dưới này. Cái phương pháp tiêm trong trường hợp này đấy là chúng ta sẽ dốc cái kim lên khoảng độ 25 độ, đúng không ạ? Nâng cao về cái hướng một kim lên, và chúng ta vẫn đâm với một cái chiều sâu tương tự, thì chúng ta sẽ tạo được một cái phương pháp gọi là tiêm điểm. Tiêm điểm là gì? Khi chúng ta tiêm vào điểm nào thì thuốc nó mất hút luôn ở điểm đấy. Nghĩa là sao? Chiều sâu của mũi kim nó sẽ đạt được khoảng độ trong khoảng độ 4 mm, và tất cả thuốc men nó sẽ nằm ở phần trung bì sâu, và vì thế cho nên nó sẽ lan ở trong phần trung bì sâu. Chúng ta sẽ không nhìn thấy cái nốt sần nó nổi lên, mà cũng không nhìn thấy cái phần mà nó thành một cái vùng trắng. Thì đấy người ta gọi là tiêm điểm. Và trong trường hợp này là chúng ta đã tiêm tương đối sâu hơn rồi, đúng không ạ? Đối với cái chỉ định tiêm điểm này thì nó rất là thuận lợi cho vấn đề tiêm để kích thích mọc tóc. Nếu như các bạn quan tâm đến phần tóc, và chị mình rất là thích phần tóc với những cái ca càng nặng càng tốt. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta có hai cái ca chính, đấy là một cái trường hợp tóc rụng thành màng, đúng không? Và một cái trường hợp hói, đấy trường hợp chúng ta hay gặp hơn. Nó cũng tương đối khó chữa, nhưng mà chúng ta có sản phẩm để tiêm cho trường hợp đấy. Đấy là một cái sản phẩm hair loss control, nghĩa là kiểm soát cái vấn đề về rụng tóc. Đương nhiên là tóc thì chúng ta phải tiêm điểm, bởi vì cái chân tóc nó nằm rất là sâu. Nếu mà chúng ta tiêm sờ sờ ở phía trên thôi thì có thể là nó sẽ không có ngấm được vào đến chân tóc. Chúng ta nên tiêm với cái phương pháp là tiêm điểm. Ở trong trường hợp mà tiêm tóc thì chúng ta sẽ thấy rằng để giảm cái vấn đề rụng tóc, nó có 3 cái yếu tố kết hợp với nhau. Cái thứ nhất đấy là đối với những trường hợp hói, kể cả của nam hay của nữ, chúng ta sẽ thấy nó liên quan tới các hormone, đúng không ạ? Hormone gây rụng tóc, đúng không ạ? Với những trường hợp sau đẻ, đúng không ạ? Với những trường hợp một con trai mà có gen testosterone quá nhiều thì hormone DHT nó sẽ tăng cao, tác động mạnh vào trong chân tóc và làm chân tóc bé đi và nhỏ hóa dần, và sau đấy thì rụng không mọc lên được nữa. Vì thế cho nên các cái hoạt chất mà tấn công vào vấn đề loại bỏ được cái loại hormone này sẽ là những hoạt chất tốt cho vấn đề tóc. Phần thứ hai của phần tóc đấy là nếu mà da càng dầu, tóc càng bết thì tóc càng yếu, càng dễ rụng. Và vì vậy cho nên các hoạt chất làm giảm bã nhờn giống như các hoạt chất trong trường hợp điều trị mụn cũng sẽ rất là tốt cho phần tóc. Và chúng ta sẽ kẽm, niacinamide hay là azelaic, biotin đều là những cái hoạt chất để làm giảm dầu cả. Thì khi giảm dầu đi bao nhiêu thì tóc nó sẽ tốt bấy nhiêu. Phần thứ ba thì đấy là các cái hoạt chất mà có khả năng tăng cái nuôi dưỡng sợi tóc, vận mạch càng tốt, đúng không ạ? Mạch máu chạy càng tốt, hoạt động càng tốt thì dinh dưỡng đến sợi tóc càng tốt và sợi tóc nó càng nhuận, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ có một cái nhóm để tăng cái nuôi dưỡng và sợi tóc. Chúng ta đi vào cái nhóm đầu tiên, đúng không ạ? Đấy là các cái hoạt chất có khả năng giảm dầu và ức chế cái hoạt động của cái enzyme chuyển hóa hormone gây rụng tóc, đúng không ạ? Đấy là azelaic acid, pyridoxine hay là kẽm vân vân. Hoạt chất thứ hai đấy là aminosin. Aminosin thì là cũng là một hoạt chất cực kỳ là nổi tiếng ở trong trường hợp dùng tóc, điều trị rụng tóc. Chúng ta sẽ không có tìm thấy nhiều sản phẩm có chứa aminosin. Nó là một công thức tương đối độc quyền. Đặc biệt là với đường tiêm thì bác sĩ không thấy các sản phẩm khác có. Aminosin thì nếu mà nói đến aminosin thì các bạn có thể liên tưởng, các bạn làm bác sĩ, nhất là bác sĩ da liễu thì sẽ nhớ ngay ra đến minoxidil, đúng không ạ? Minoxidil là dùng để xịt tóc, đúng không ạ? Xịt để kích thích mọc tóc, đúng không ạ? Với rất nhiều chế phẩm mà chúng ta mua dưới dạng là thuốc, đúng không ạ? Thế vậy thì aminosin và minoxidil nó là những cái hoạt chất tương đồng với nhau, hoạt động của nó giống nhau. Tuy nhiên thì aminosin thì nó được phát triển trên công nghệ an toàn hơn. Mặc dù hiệu quả của nó có thể hơi kém hơn một chút, thấp hơn một chút so với minoxidil, nhưng nó lại an toàn hơn rất nhiều. Và vì thế cho nên là aminosin thì chúng ta không cần kê đơn, chúng ta vẫn dùng được. Nhưng minoxidil chúng ta phải ra hiệu thuốc, phải gặp bác sĩ người ta mới kê cho chúng ta minoxidil. Hai cái hoạt chất này là giống nhau. Công thức, các bạn nhìn công thức hóa học của nó sẽ xem nhau, và tác động của nó tương đối giống nhau. Nó ức chế cái vấn đề về hormone, cũng như là nó tăng cường các cái sợi tóc khỏe, sợi tóc non.
và giảm bớt những sợi tóc gần gần rụng, đấy là sợi tóc telogen. Thế thì chúng ta chú ý về hoạt chất aminosin, cũng là hoạt chất rất là tốt và chúng ta rất ít sản phẩm thấy có nó. Ngoài ra thì trong cái sản phẩm Hair Loss Control này, nó sẽ có bổ sung thêm một cái hoạt chất chiết xuất từ cây, và nó cũng là một cái thành phần ức chế cái hoạt động của enzyme chuyển hormone, cho nên đương nhiên là nó sẽ làm tăng cường cái sợi tóc với cái tính chất tương đối an toàn. Rồi, bây giờ thì chúng ta đi sang một cái phần hay hơn một chút xíu nữa và có vẻ các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn. Rất nhiều bạn có trao đổi với bác sĩ Minh về vấn đề mỡ, giảm béo. Đấy là bác sĩ Minh cực kỳ ghét dạng phần này. Bởi vì thực tế thì đọc đi đọc lại thì bác sĩ Minh luôn luôn là chống chỉ định với tất cả những sản phẩm thành phần này. Luôn luôn chống chỉ định và vì thế chưa từng tiêm được bất kỳ một cái gì giảm béo mặc dù cực kỳ thích giảm béo. Chống chỉ định lớn nhất trong phần này là gì các bạn biết không ạ? Đấy là chúng ta không được phép sử dụng hoặc cắt tất cả các sản thành phần giảm béo để từng tiêm kiểu dạng như thế này cho những cái đối tượng mà bị béo phì. Các bạn thấy hơi ngược không? Hơi ngược đúng không? Thực ra là béo phì thì người ta mới đi giảm béo, nhưng mà như bác sĩ Minh bị béo phì là bị chống chỉ định lớn nhất của vấn đề sử dụng các thuốc tiêm giảm béo. Đấy là kỳ quốc mà các bạn bắt buộc phải nhớ. Chỉ tiêm giảm béo cho những trường hợp mà có những cái ổ béo khu trú, ví dụ hơi phình phình một chút ở vùng má, lọng cằm hơi to, mỡ ở vùng quanh mắt hơi lồi lên bởi vì quá nhiều mỡ, nhưng không được phép tiêm cho những cái bà mà body kiểu dạng như bác sĩ Minh, được không ạ? Cho nên là bác sĩ Minh rất buồn, nhưng mà thôi thì vì nó là sản phẩm tốt cho nên chúng ta cứ vẫn cố gắng để đưa nó vào trong bài giảng nhé. Và bác sĩ Minh không có dùng sản phẩm này vì to từ trên xuống dưới rồi thì không biết tiêm ở đâu nữa. Tất cả những sản phẩm giảm béo được tiêm luôn luôn được chỉ định đầu tiên đấy là tiêm để giảm cho mỡ khư trú. Chúng ta kể cả có tăng liều lên và tiêm từ đầu đến chân thì bác sĩ Minh cũng không thể giảm cân đi được. Rất buồn. Thì chúng ta quay lại với bài của chúng ta. Chúng ta sẽ có các cái hoạt chất, các cái thành phần mà dùng sử dụng tiêm để giảm béo và chúng ta sẽ thấy rằng có vẻ như nó hơi quá nhiều loại và chúng ta không phân biệt được nó với nhau, đúng không ạ? Không biết là nên dùng cái nào cũng bảo là để giảm béo, để giảm mỡ khư trú, đấy biết là cái nào tốt hơn. Thế thì cái phần này có thể sẽ giúp cho các bạn hình dung được rõ hơn một chút xíu. Trong phần để giảm béo thì nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Ví dụ như ở bên InnoAesthetic ít nhất là có 3 cái sản phẩm, đúng không ạ? Để sử dụng cho trường hợp là kiểm soát khối lượng mô mỡ, cải thiện cấu trúc và đường viền. Nghĩa là giảm cái phần mà nó bị béo quá, nó thừa mỡ nhiều quá. Nhưng nó vẫn chưa phải là cái hoạt chất mạnh nhất để giảm béo đâu nhá. Ở trong ba cái sản phẩm này chúng ta sẽ focus vào thành phần và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bao gồm những cái hoạt chất như thế này. Tên tuổi thì rất là lằng nhằng, các bạn có thể là sẽ tham khảo thêm sau khi chúng ta tiếp cận trực tiếp cái sản phẩm để dễ nhớ hơn. Tuy nhiên bác sĩ Minh sẽ phân tích để cho các bạn dễ nhớ. Ví dụ như carnitine hay là caffeine, đúng không ạ? Đó là những cái thành phần nó làm tăng hoạt động cơ thể. Chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta uống cà phê chúng ta cảm thấy chúng ta hơi tăng động một chút, đúng không? Hôm nào bác sĩ Minh mà đi giảng mà uống cốc cà phê thì nói lính thắng luôn. Bởi vì cà phê nó có khả năng làm tăng cái chuyển hóa của tế bào. Và khi tăng chuyển hóa của tế bào, ví dụ, cứ tưởng tượng như một người mà cứ chạy nhảy và nói năng hát hò suốt ngày, đương nhiên là người ta sẽ gầy. Đấy chính là hoạt động của caffeine, đúng không? Caffeine và carnitine đều có cái tác dụng tương tự như vậy, nghĩa là tăng chuyển hóa của tế bào. Và vì thế cho nên là tăng cái hoạt động sử dụng mỡ. Và vì vậy cho nên mỡ nó sẽ bớt mỡ đi. Tất nhiên là về cơ bản thì nó sẽ không bằng một cua một đợt 5-6 tháng chạy thể dục Olympic đâu. Nhưng mà dẫu sao thì với những cái trường hợp mỡ khu trú, đúng không? Thì nó tốt. Uống caffeine cũng là một phương pháp để giảm cân nhé. Đấy chính là lý do tại sao mà người Tây Âu ấy, người ta uống cà phê rất là nhiều. Buổi sáng người ta sẽ uống một cốc cà phê. Và nó giống như chúng ta hay có thói quen là ăn khoai lang ấy. Nó sẽ làm tăng chuyển hóa cơ thể và nó sẽ làm tăng đốt mỡ. Và vì vậy cho nên mỡ nó giảm đi. Nên người uống cà phê là một trong những phương pháp để giảm cân. Tuy nhiên nó chỉ là một cái phương pháp hỗ trợ thôi. Chỉ có mà chúng ta ăn rất nhiều vào thì nó không có hiệu quả lắm. Cái nhóm thứ hai đấy là cái nhóm silicium. Thì silicium về cơ bản nó sẽ được xếp vào cái thành phần đấy là cái tạo cấu trúc của các cái sợi sơ và sợi collagen. Vì nó tạo cấu trúc của sợi sơ, sợi collagen cho nên khi mà chúng ta sử dụng silicium để chúng ta tiêm ấy, thì chúng ta sẽ thấy là những cái sợi cơ của chúng ta nó sẽ săn chắc, nó sẽ chắc lại và chúng ta tạo được một cái điểm viền cho cái vùng khuôn mặt nó đẹp. Sau khi mà tiêm vào thì nó đỡ nhõng nhẽo, nó cứng chắc hơn. Rutin thì là một nhóm thứ ba.
rutin hay là một số sản phẩm gọi là chosevacin hay là chose rutin, nó có ở trong hoạt chất của inoesthetic để tiêm tạo đường viền, bởi vì bản thân nó là một cái hoạt chất mà làm tăng cường cái vận mạch. Khi mà mạch máu nó chạy tốt hơn đúng không, thì về cơ bản nó sẽ đào thải các cái chất độc tốt hơn, và trong cái quá trình mà tiêu hao mỡ thì nó cũng sẽ xử lý cái vấn đề là đào thải mỡ là tốt hơn. Và chính vì thế cho nên những cái hoạt chất mà tăng cường vận mạch thì nó cũng sẽ giúp cho quá trình giảm béo và tạo khối của khuôn mặt tốt. Chúng ta cũng sẽ thấy người ta có thể pha cái này vào trong cái thành phần để làm điều trị dụng tóc, bởi vì nó sẽ tăng cường cái vận mạch lên thì tóc nó cũng sẽ tốt hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn một chút về cái chỉ định này. Đấy là chỉ định về sần vỏ cam đúng không ạ? Không biết là các bạn có hay được tiếp cận với các khách hàng mà người ta yêu cầu chúng ta điều trị cái sần vỏ cam ở vùng đùi, vùng bắp tay không? Da không còn mịn màng nữa, sờ thì lổn nhổn đúng không? Đặc biệt với các bác trên 40, trên 50 và vận động cơ ít đúng không? Chúng ta sẽ thấy là da nó cứ lổn nhà, lổn nhổn. Thế thì cái sần vỏ cam nó chính là vấn đề liên quan đến mỡ đúng không? Chúng ta nhìn hình ảnh của cái mô mỡ bình thường nhé. Đây là một hình ảnh mô mỡ bình thường với cái thượng bì này, trung bì này và phần dưới da, đấy là phần mỡ đúng không ạ? Các cái hạt mỡ rất tròn, rất đẹp và nhỏ xíu xíu đúng không ạ? Mạch máu hoạt động tốt đúng không ạ? Và các cái cơ, các khối cơ collagen xung quanh kiên cố, nó sẽ giúp cho chúng ta săn chắc đúng không ạ? Nhưng trong những trường hợp mà các bà, các mẹ, đặc biệt là những người hay ngồi nhiều như bác sĩ Minh đúng không? Rất là buồn. Đấy là chúng ta không vận mạch nhiều, cho nên là mạch máu nó sẽ kém. Các cái khối cơ, sợi collagen nó sẽ bị trùng rão và nó làm cho cái bức tường nó không còn được chắc nữa. Và sau đó thì lại ăn rất là nhiều mỡ và đồ ngọt đúng không? Làm cho các hạt mỡ nó trương phình lên. Và vì thế cho nên nó sẽ tạo thành những cái vùng gọi là lổn nhổn đúng không ạ? Sờ vào vùng đùi hay là vùng bắp tay nó sẽ lổn nhổn và nó không có cái đường viền thẳng phiu, thì đấy chính là sần vỏ cam hay còn gọi là cellulite đúng không ạ? Và đây là một cái chỉ định dành cho mỡ khư trú đúng không? Chúng ta tiêm tại đúng vùng đấy đúng không ạ? Với một cái hoạt chất mà có thành phần là làm tăng cái vận mạch đúng không ạ? Đào thải cái hạt mỡ tốt hơn đúng không ạ? Làm cho căng chắc cái sợi collagen bằng silicium chẳng hạn đúng không? Làm cho cái thành của các cái búi mỡ nó chắc, thì khi đó thì cái hạt mỡ nó không có chui ra được nữa. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái hoạt chất để đốt mỡ giống như caffeine chẳng hạn, thì cái tế bào mỡ này nó sẽ bé lại và thế là nó giải quyết được vấn đề sần vỏ cam. Thế thì trong cái trường hợp mà sần vỏ cam thì chúng ta sẽ có một cái chỉ định, đấy là chúng ta tiêm ở cái vùng giữa trung bì và phần mỡ, bởi vì khi đó thì các hạt mỡ nó đã phòi lên trên phần trung bì rồi, và chúng ta sẽ thấy là khi tiêm sần vỏ cam chúng ta sẽ tiêm ở lớp trung bì sâu và tiêm với cái độ sâu khoảng độ là 4mm đổ lại, đúng không? Nó hơi khác về vấn đề tiêm vào mô mỡ nhé. Cái này là chúng ta sẽ không tiêm vào mô mỡ mà chúng ta sẽ tiêm vào cái phần trung bì sâu, bởi vì khi đấy là mô mỡ nó bị phòi lên trên rồi, nó không nằm ở cái chỗ mà chúng ta vẫn tưởng tượng nó nằm nữa. Và đây là trường hợp tiêm điểm, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta đã muốn xử lý cho một cái khách hàng mà đã có hẳn một bó mỡ to đùng, nó không còn là sần vỏ cam lổn nhổn nữa mà nó thành cả mảng mỡ luôn, đúng không? Thì lúc đó chúng ta phải tiêm vào đúng cái mô mỡ. Thế thì chúng ta sẽ có một cái góc tiêm cao hơn một chút, đấy là 45 đến 90 độ. Đặc biệt vùng bụng thì bắt buộc là chúng ta phải dấp cái này 90 độ, vì vùng bụng thì nó sâu lắm. Còn những cái vùng như nọng cằm hay là vùng dưới mắt hay là vùng góc hàm, nếu như có thừa mỡ thì chúng ta sẽ dấp lên cái góc 45 độ, đúng không ạ? Để tiêm ở cái mức là trên 4 đến 13 mm. Đây người ta gọi là tiêm tưới máu rồi, nghĩa là tiêm sâu hơn tiêm điểm rồi. Và khi tiêm như thế thì chúng ta mới tiêm cái đầu mũi kim nó vào đúng cái mô mỡ được. Ví dụ như vùng bụng là cắm kim thẳng đứng nhá, chứ đừng có lo lắng gì mà cứ nghiêng nghiêng ngả ngả lại tiêm vào phần khác, không phải tiêm vào vô mỡ đâu. Thế thì với cái kỹ thuật tiêm mỡ này thì chúng ta dùng caffeine hay là carnitine hay là rutin, vận mạch vẫn biết các thứ, nó là chuyện gọi là mỗi đấm voi. Chúng ta phải kiếm một cái hoạt chất mạnh hơn hoạt chất đó, và chúng ta sẽ thấy nó nằm ở trong cái phần thành phần của PPC đúng không ạ? Sản phẩm PPC dành cho tiêm cho những trường hợp mỡ khư trú với hai cái thành phần hoạt chất rất là mạnh, rất là nổi tiếng và rất là an toàn, đấy là sodium deoxycholate và phosphatidylcholine, dành cho những trường hợp mỡ khư trú và chống chỉ định toàn bộ cho những trường hợp béo phì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy có hình ảnh các mỡ khư trú.
Tại sao cái sodium deoxycholate là một sản phẩm rất an toàn và rất là tốt cho trường hợp mỡ khư trú? Bởi vì đây là một sản phẩm sau một cái thời gian rất khó khăn của bác sĩ thẩm mỹ da liễu, người ta mới đạt được một cái chỉ định, đấy là FDA approve. FDA approve thì đối với sản phẩm thuốc đúng không, máy móc đúng không, chúng ta sẽ thấy rằng thực sự là rất khó để đạt được một cái gọi là sự đồng ý, sự đồng thuận, sự cho phép của FDA. Đặc biệt là trong trường hợp thẩm mỹ thì gần như là FDA không có khuyến khích bất kỳ một cái hoạt chất đường tiêm, đường uống nào cho thẩm mỹ cả. Tuy nhiên vì nó có hiệu quả rất là cao cho nên là sau khoảng độ 3-4 năm bày ra rất là nhiều bằng chứng thì hội thẩm mỹ mới có thể đạt được cái FDA approval cho một cái hoạt chất là sodium deoxycholate trong trường hợp là giảm mỡ khư trú. Tại sao nó có khả năng giảm mỡ khư trú? Bởi vì thực tế deoxycholate nó là một cái thành phần rất quen thuộc đối với chúng ta, chính là một cái dẫn xuất của muối mật. Các bạn biết mật đúng không ạ? Gan tiết ra mật đúng không ạ? Và mật tiết ra từ gan để đảm bảo là vấn đề tiêu hóa mỡ cho cơ thể. Thế vậy thì deoxycholate chính là một cái muối mật. Và cái muối mật này được tiêm đúng vào trong cái mô mỡ với cái nồng độ hàm lượng quy định cho phép, và nó sẽ giúp cho các cái hạt mỡ nó bị phân hủy và nó sẽ chui vào trong vòng tuần hoàn và nó chui đào thải ra ngoài, nó chạy ra vùng khác. Tại sao nó lại không được sử dụng cho trường hợp giảm cân và trường hợp giảm béo mà trong trường hợp béo phì? Bởi vì thực tế thì bác sĩ Minh cũng rất hay thấy một số training có nói rằng là sau khi tiêm deoxycholate xong thì mỡ nó sẽ chui vào trong mạch máu, xong rồi mình tè ra. Các bạn có tin là mình tè được nó? Bác sĩ Minh không tin. Bởi vì thực tế là nó chỉ có thể luân chuyển cái hạt mỡ này từ cái vùng bụng, từ cái vùng nọng cằm sang các vùng khác trong cơ thể thôi. Chúng ta có tăng liều deoxycholate lên rất cao đi chăng nữa, hay chúng ta cho bolus lên đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không thấy khách hàng của chúng ta giảm cân. Bởi vì thực tế là hạt mỡ nó vẫn nằm ở trong cơ thể của khách hàng. Chỉ có điều tại cái vùng mà người ta cần thon thì nó thon, tại cái chỗ nó cần phùng thì phùng. Đấy chính là vấn đề thay đổi mỡ khư trú. Nghĩa là chúng ta giải quyết những vùng mà nó bị hơi lệch lạc một chút và chúng ta làm phùng những cái vùng khác. Chúng ta tiêm vào chỗ chúng ta cần gọn và chúng ta để cho nó chạy ra những cái vùng khác. Và đương nhiên nó luôn luôn phải phối hợp với vấn đề là tập thể hình, đúng không? Chúng ta luôn luôn khuyến khích khách hàng là đã tiêm xong rồi, nó gọn rồi đấy, nhưng mà đừng có cứ thế mà cứ ăn. Nó không giảm cân đâu nhé. Nó có tiêm bolus đây nó không giảm cân được, đúng không? Đấy chính là lý do tại sao bác sĩ Minh bảo rất ghét giảm cái phần này. Thật là buồn. Nếu mà tiêm mà nó tè ra được thì tốt, đúng không? Ok, ngoài cái hoạt chất sodium deoxycholate, chúng ta còn có thêm một hoạt chất nữa. Về cơ bản thì nó chưa có được FDA approve, nhưng nó cũng an toàn. Bởi vì tại sao? Phosphatidyl choline thực tế nó là một cái thành phần màng của tế bào mỡ. Tất cả các màng tế bào đều được làm, màng tế bào động vật hay màng tế bào của cơ thể người đều được làm từ phosphatidyl choline. Và phosphatidyl choline thì khi nó hòa vào màng thì nó sẽ giúp cho cái quá trình phân hủy cái tế bào mỡ của deoxycholate mạnh hơn. Và vì vậy cho nên nếu mà chúng ta chỉ tiêm mỗi phosphatidyl choline thôi thì nó thua deoxycholate. Nhưng một cái hoạt chất phối hợp giữa phosphatidyl choline cộng với deoxycholate thì là một hoạt chất tương đối lý tưởng cho vấn đề là làm tiêu các cái hạt mỡ, các cái bó mỡ to, đúng không? Nó chưa được FDA approve nhưng nó rất là an toàn. Chúng ta sẽ không thấy trong các cái hoạt chất của bác sĩ Minh mà có nhiều cái bác sĩ Minh có thể đưa ra một cái gọi là FDA approve, đúng không? Từ đầu đến cuối bây giờ mình có cái này có. Bởi vì thực tế là tất cả những hoạt chất thuộc dạng về thẩm mỹ, FDA người ta không có làm phần này. Chỉ có một máy móc thì người ta nó gọi là medical device ấy, thì người ta có FDA approve. Chứ còn hoạt chất thẩm mỹ thì người ta không làm. Bởi vì nó là thẩm mỹ, nó không phải bệnh lý. Ok nha. Rồi, thế thì về cơ bản đấy là những cái chỉ định mà chúng ta đã đi từ nông đến sâu với rất là nhiều hoạt chất. Cũng không biết là các bạn có bị bối rối không khi mà tiếp cận với một lượng hoạt chất nhiều đến như vậy. Về cơ bản là chúng ta nên tiếp cận dần dần, đúng không? Thử với một vài cái mà hiệu quả và an toàn trước. Sau đó thì mở rộng ra những chỉ định phức tạp, chuyên sâu hơn như kiểu mỡ hay là sắc tố, đúng không? Và về cơ bản thì mesotherapy là một cái phương pháp rất ít tác dụng phụ, bởi vì chúng ta sử dụng một cái liều rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ và tiêm rất là nông, đôi khi là không vào đến mạch máu. Rất là ít cái tác dụng phụ. Tuy nhiên cũng đôi khi thì chúng ta cũng có thể sẽ gặp một vài cái tác dụng phụ ngoài cái dự đoán của chúng ta. Đấy là vấn đề về sốc phản vệ, đúng không ạ?
quả mận. Thì chúng ta lưu ý khi chúng ta sử dụng các sản phẩm về meso thì chúng ta sẽ cố gắng là chú ý những hạt chất mà có chứa thành phần collagen kiểu acetamin, hoặc là những hạt chất mà nó có thành phần từ nguồn gốc động vật, HA động vật chẳng hạn, ví dụ thế, thì nó sẽ có nguy cơ gây quả mận, sốc phản vệ nhiều hơn. Và chúng ta luôn luôn bắt tay và tiêm với một hộp chống sốc phản vệ để bên cạnh. Hộp chống sốc phản vệ thì rất đơn giản đúng không? Chúng ta có adenosine, chúng ta có dimethyl, chúng ta để bên cạnh và chúng ta tiêm vào bất kỳ chỗ nào mà chúng ta cảm thấy nghi ngờ đúng không? Cứ bắt đầu tiêm thì nên được training tốt và nên chuẩn bị một hộp sốc phản vệ. Thậm chí là ở nhà của bác sĩ Minh mà không phải là đơn vị cơ sở thẩm mỹ của bác sĩ Minh nhá, cũng để một hộp chống sốc, bởi vì cái ông chồng mình cứ ăn vào cái gì vào là cũng thấy mày đay rồi nổi ầm ầm lên, nguy cơ sốc phản vệ rất là cao, cho nên lúc nào trong nhà cũng sẽ có một cái hộp chống sốc. Và đương nhiên là khi bắt đầu tay vào tiêm thì chúng ta tiếp cận phần này. Các cái kỹ thuật tiêm cũng như là cơ địa của bệnh nhân là những cái mà chúng ta khai thác thật tốt. Nếu người ta đã có nguy cơ dị ứng, hoặc người ta đã bị sốc trước đây, hoặc là bị dị ứng kháng sinh chẳng hạn, là chúng ta thật là chú ý đúng không ạ? Một trong những cái cơ địa mà ảnh hưởng rất nặng nề và liên quan tương đối nhiều đến những ca biến chứng tử vong mà chúng ta nghe thấy trong thời gian vừa qua, từ cắt tường đến những ca sau này, đấy là vấn đề về cơ địa liên quan đến hen chẳng hạn đúng không? Những bệnh nhân hen là những bệnh nhân rất hay bị sốc, và khi xử lý bằng hộp chống sốc nó cũng không có tác dụng. Và vì thế chúng ta chú ý là nếu mà bệnh nhân bị hen, khó thở đúng không? Thường xuyên, nhất là lại bị thay đổi thời tiết lên cơn hen thì nó sẽ chết, chẳng phải liên quan đến việc mình tiêm. Chúng ta nên loại trừ những ca đấy ra đúng không? Về kỹ thuật thì tương đối là dễ thôi. Một số cái tác dụng phụ khác chúng ta có thể gặp, bác sĩ Minh cũng gặp rất là nhiều, nhưng về cơ bản thì đều có thể khắc phục rất là tốt. Ví dụ trường hợp xuất huyết tại tất cả các vết chúng ta tiêm, đây là một trường hợp theo bác sĩ Minh đến hơn 5 năm rồi, và lần nào tiêm cũng xuất huyết. Nhưng mà vấn đề quan trọng đấy là vào đâu cũng xuất huyết đúng không ạ? Đập mạnh vào đâu phát là người tím. Thế thì đương nhiên là tất cả mụn kim của chúng ta đều gây xuất huyết cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân vẫn thích tiêm. Ôi giời, 10 ngày sau nó hết đấy mà, chả sao cả đâu nhé. Vì nó là xuất huyết đông thôi. Những trường hợp không biết là các bạn nhìn có rõ không, đấy là vấn đề giảm u lympho. Nghĩa là sau khi chúng ta tiêm, thông thường là nó phải tan đi đúng không? Một số hoạt chất chúng ta tiêm thì chúng ta muốn nó không tan bao giờ nó tan. Ví dụ như chúng ta tiêm filler chẳng hạn đúng không? Tạo thành cái mũi, mà mấy hôm sau nó tan nhèo ra thì cái mũi nó xấu đúng không? Thì đấy là hoạt chất tiêm làm đầy. Nhưng về vấn đề meso thì chúng ta luôn luôn có một lưu ý, đấy là hoạt chất mà tiêm mà tan càng nhanh thì cái thời gian phải tiêm lại càng ngắn, hoạt chất càng an toàn. Bởi vì nó tan nhanh, nó ngấm nước xung quanh, nó tạo hiệu quả và nó không gây tác dụng phụ. Và vì vậy cho nên những trường hợp mà tiêm xong nó lại thành những cái cục lổ nhổ thế này, đối với các chất meso thì đấy là những cái chúng ta rất lưu ý. Và thông thường nó không phải do chúng ta tiêm sai lắm cái gì đâu, ít khi là do chúng ta tiêm sai lắm. Thông thường là do cơ địa của bệnh nhân thôi, nó phản ứng hơi mạnh và cơ thể của bệnh nhân nó viêm nặng nề hơn những người khác, và vì vậy nó tạo thành những cái u hoạt chất nó không tan được, nó không lan ra xung quanh được, và nó thành thông thường thì gặp những trường hợp này các bạn có thể sẽ chuyển đến chuyên khoa, người ta xử lý rất dễ thôi. Nhưng có thể đôi khi khách hàng sẽ làm phiền chúng ta rất nhiều nếu mà chúng ta không biết cách xử lý trường hợp giả u lympho này. Bác sĩ Minh cũng tiếp xúc rất là nhiều những trường hợp mà trên da đã có những cái kiểu dạng như hạt cơm đúng không, hay là những cái trường hợp bụi nhiễm đúng không, đã có một vài cái nốt viêm nhiễm này rồi thì thôi tránh cái chỗ da nhé. Tốt nhất là không tiêm, khi nào hết rồi thì hãy tiêm. Mà nếu mà có cố tiêm thì tiêm tránh nó lại, bởi vì nó sẽ có nguy cơ lây lan, bội nhiễm và làm cho bệnh nhân nặng nề lên. Tuy nhiên thì điều trị dễ thôi đúng không? Một tiêm mỡ kháng sinh là hết sạch, nó rất là đơn giản để xử lý. Nhưng có thể là tại đơn vị thẩm mỹ của chúng ta cũng không trang bị đầy đủ tất cả những cái vấn đề về thuốc men này, và đôi khi sẽ làm chúng ta cảm thấy phiền hà. Thì chúng ta cứ tránh những cái ra, mặt mũi nhẵn nhụi phồng phiu rồi muốn căng bóng rồi muốn trắng sáng thì chúng ta tiêm. Còn đâu mấy cái mụn nhỏ các thứ thì bỏ qua, được không ạ? Một số cái chống chỉ định khác mà cũng dễ thôi. Ví dụ như trường hợp mang thai và cho con bú như bác sĩ Minh thì thôi đừng có động đến làm gì, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là đấy là một cái giai đoạn cực kỳ là khó khăn đối với bất kỳ một người phụ nữ nào. Người ta luôn luôn cảm thấy là muốn quát người khác, muốn nói rất to và muốn càu nhàu. Thế thì tốt nhất là mấy cái bà mang thai cho con bú nách sang bên nhá, không có tiêm làm gì cho nó khổ ra. Để người ta cho con bú một thời gian thư giãn 6 tháng, 12 tháng cho nó thư giãn, người ta đầu óc thoải mái, hormone không còn kích thích cơ thể nữa, người ta đỡ kiện tụng đúng không? Thì chúng ta tiêm. Mặc dù những bà đấy rất thích là đến thẩm mỹ nhá, vừa đẻ xong là chạy đến thẩm mỹ rất nhiều, bác sĩ đi gặp nhiều lắm. Nhưng những ca đấy là những ca cực kỳ nhạy cảm, đến chồng cũng không muốn động, cho nên là bỏ ra chỗ khác, đồng ý không ạ? Ngoài ra thì một số cái trường hợp như là bệnh tim mạch này, bệnh đái tháo đường này, có các cái bệnh nhiễm khuẩn
mãn tính, và nếu như chúng ta đã khai thác được thì chúng ta cố gắng bóc nó ra, bởi vì nó tăng cái nguy cơ của chúng ta khi chúng ta sử dụng các cái thủ thuật thẩm mỹ. Trường hợp bị đông máu, bị tăng đông hoặc là bị chảy máu thường xuyên chẳng hạn, cũng không có nên tiếp cận nhiều lắm. Mặc dù cái phần này chúng ta có thể điều chỉnh được, nhưng mà thôi thì cứ bớt ra. Miễn là người ta khỏe mạnh, đang khỏe mạnh, đang trẻ khỏe, đừng có căng thẳng, đừng có stress, đừng có gì thì chúng ta tìm, phải không ạ? Đấy là một số chỉ định mà chúng ta sẽ tinh ý để phát hiện trên khách hàng. Và cuối cùng thì để kết thúc cái bài trình bày ngày hôm nay của bác sĩ Minh, bác sĩ Minh lại quay trở lại với khu vườn của mình. Về cơ bản thì chúng ta muốn trồng cây tốt, chúng ta muốn có một vườn rau đẹp, thì chúng ta luôn luôn phải nhớ đấy là chúng ta phải có một cái hệ thống tưới tiêu thật là tốt. Thế cho nên thì mesotherapy nó giống như một cái hệ thống tưới tiêu thông thường, sử dụng thường xuyên và hỗ trợ rất tốt cho vấn đề về thẩm mỹ da liễu. Chúng ta cố gắng hoàn thiện cái phần kỹ năng cũng như là các hoạt chất mà chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta tưới tắm cho cái vườn cây của chúng ta thật tốt. Và hy vọng là các bạn cũng có một cái sở thích giống như bác sĩ Minh, đúng không? Nếu mà không trồng cây thì trồng người, mà không trồng người thì nuôi da, vân vân. Hy vọng là các bạn có thể quên hết tất cả mọi thứ và nhớ lại được cái keyword cuối cùng này. Và cảm ơn các bạn ạ. Đối với những bệnh nhân da bụng trùng nhăn sau khi sinh con, bác sĩ cũng đúng vậy, có thể tiêm DMAE được không? Cái hoạt chất mà đối kháng với cả ngược tác dụng với cả Botox, đúng không ạ? Hiệu quả như thế nào? Thực tế thì thế này, chúng ta cũng vừa mới xem rất là nhiều chỉ định, đúng không? Cái hoạt chất, cái thành phần sản phẩm mà có DMAE ở trong sản phẩm ấy của bên InnoAesthetics, đúng không ạ? Là một cái sản phẩm mà Finap, đúng không ạ? Nó sẽ sử dụng để chỉ định cho trường hợp là nâng cái săn chắc cơ tại vùng cổ, tay, mu tay, vân vân, đúng không ạ? Thế thì người ta không thể nói đến cái vùng bụng mà người ta chỉ nói đến vùng ngực thôi, đúng không? Tại vì tại sao? Bởi vì thực tế thì cái vùng bụng ấy nó có vẻ hơi phức tạp hơn như thế, đúng không ạ? Nếu mà các bạn muốn giải quyết cái vùng bụng ấy thì các bạn sẽ hình dung rằng là ngoài cái vấn đề là làm săn chắc nó, đúng không? Chúng ta phải cho cái đống ở bên trong nó rút ra nó bớt đi chứ, đúng không? Chứ nó không ra bớt thì nó săn vào đâu được nữa, đúng không? Thực tế thì đối với vùng bụng thì chúng ta hay chỉ định cái hoạt chất mà tiêm mỡ khử trú hơn, PPC chúng ta dùng nhiều hơn, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp nhé. Chính vì thế cho nên là bác sĩ Minh cũng có tham khảo cái liệu trình mà điều trị giảm mỡ bụng ấy của bên InnoAesthetics. Thấy là chúng ta sẽ tiêm một tháng một lần cái hoạt chất PPC, đúng không? Để làm tiêu cái mỡ khử trú, đúng không ạ? Và giữa các cái lần tiêu mỡ khử trú này thì chúng ta tiêm các cái hoạt chất Finap để săn chắc cái cơ ấy lại. Chứ nếu mà chúng ta chỉ dùng mỗi DMAE thôi, giống như một số sản phẩm chúng ta có thể kiếm được DMAE hoặc là đơn độc thành phần hoặc là phối hợp, mà chúng ta chỉ dùng mỗi cái đó thôi mà không cho cái đống mỡ đồng nhau bên trong nó đi thì khó lắm. Và các bạn luôn luôn lưu ý nhé, bác sĩ Minh đã vẫn nói ngay từ đầu rồi, đúng không ạ? Da bụng trùng nhăn sau khi sinh con chống chỉ định với trường hợp béo phì chứ cần biết chọn cái bài trùng nhăn cả người thì khó. Cho em hỏi, sinh mổ 3 tháng tiêm giảm mỡ bụng có được không ạ? Thực ra thì bác sĩ Minh vừa mới mổ đẻ cách đây 2 tháng và đây là lần mổ thứ 3, mổ sinh thứ 3 của bác sĩ Minh, và nói tóm lại cơ thể có vẻ hồi phục rồi, chúng ta có thể làm được. Tránh những trường hợp mà bệnh nhân cau nhàu, nhăn nhó, cau có do rối loạn nội tiết, đúng không? Chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân, nếu bệnh nhân thoải mái, tư tưởng, đúng không? Sẵn sàng với vấn đề của cái cuộc tiêm, có làm tê, có giảm đau tốt, đúng không? Và không bị căng thẳng stress, đúng không? Thì sau 3 tháng sau khi mổ thì chắc là cũng ổn định rồi. Cái mổ nó ổn định trong vòng 1 tuần mà, cũng không vấn đề gì đâu. Nhưng 1 tuần bác sĩ Minh đi lại bình thường. Bệnh nhân đang uống Piso có tiêm được chất mờ thâm mụn được không hả cô Minh? Tiêm chất mờ thâm mụn, ok. Chúng ta có một sản phẩm tiêm dành cho mụn trứng cá, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong những trường hợp mà thâm mụn mà không phải là mụn viêm, đúng không ạ? Chúng ta đã loại trừ những vấn đề nguy cơ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là vấn đề về mụn, về cơ bản, cái thuốc bôi và thuốc uống nó hiệu quả rất là mạnh. Cho nên là cái việc tiêm cho những trường hợp mà chúng ta không loại trừ được vấn đề là đã đảm bảo giảm nhân chưa, hết sạch nhân chưa, hay còn những khuẩn không, là một cái nguy cơ của chúng ta. Cho nên là nếu mà chúng ta có tiêm thì chúng ta phải đảm bảo đấy là cái hàng đã rất ổn về phần nhân mụn, viêm, đúng không ạ? Khi đang dùng Iso thì chẳng có chống chỉ định cái vấn đề về nhân Iso cả đâu. Chúng ta không có quá phải lo lắng về vấn đề isotretinoin cùng với cái phần này. Thực tế thì isotretinoin đường uống chúng ta có một cái khuyến cáo, đó là chúng ta không nên sử dụng laser cũng như pill trong vòng 6 tháng sau khi ngừng thuốc, đúng không ạ?
chúng ta biết cái chỉ định đó, và chắc là bạn này cũng là một bạn bác sĩ, bạn hỏi nhưng người ta không có nói là phải ngừng khi mà chúng ta tiêm. Tại sao nó lại có một cái chỉ định đấy là ngừng thuốc 6 tháng mới được peel và làm laser? Bởi vì người ta lo lắng về nguy cơ liền sẹo cũng như là nguy cơ bắt nắng của isotretinoin. Nhưng vấn đề tiêm nezo thì nó không gây ra sẹo và nó cũng không gây ra bắt nắng, cho nên là cũng chẳng liên quan gì cả. Bạn có thể tham khảo nhé. Rồi, nhưng cố gắng là giải quyết, đã có cho iso cho bệnh nhân rồi, cố gắng giải quyết muộn thật tốt đi đã. Rồi sau đấy thì các bạn sẽ đến cho bác sĩ nhé. Hỏi bác sĩ Minh là giải quyết u lympho như thế nào ạ? Không biết là bạn Galaxy A50S có phải là bác sĩ hay không? Bác sĩ Minh cũng khuyến cáo rằng trong trường hợp có u lympho rồi thì chúng ta nên chuyển đến bác sĩ chuyên khoa. Bởi vì thực tế thì đối với bác sĩ chuyên khoa thì nó không có gì khó khăn. Một chút corticoid đường bôi, một chút corticoid đường uống và một chút corticoid tiêm tại chỗ, nó sẽ giải quyết rất là tốt, rất là nhanh, giống như những trường hợp bác sĩ Minh đã giải quyết cho bệnh nhân cho bệnh viện. Nhưng với cái trường hợp là ở một cái đơn vị spa thẩm mỹ thì chúng ta rất lưu ý đến phần này. Trong trường hợp nào nên bôi, trường hợp nào nên uống và trường hợp nào nên tiêm, đó là những cái chỉ định tương đối là chuyên sâu. Và động đến corticoid thì chả có ai thích cả. Bệnh nhân đã không thì chờ bác sĩ chả thích, cho nên là chúng ta chú ý một chút xíu nhé. Đấy là một cái gợi ý cho bạn. Bệnh nhân có tiền sử u sơ hay u vú hoặc tuyến giáp có sử dụng được không ạ? Thực ra thì với trường hợp mesotherapy, nếu như mà nó chui được quá sâu và vào được trong tận những chỗ đó thì quả thật là quá hữu hiệu. Nhưng mà hơi buồn một chút, đây là một phương pháp tưới tắm ở bên ngoài nhé. Nó mạnh hơn phương pháp bôi đúng không ạ? Và nó rất ít dụng cụ so với phương pháp tiêm toàn thân và phương pháp uống toàn thân. Cho nên là nó có lẽ là không tác động vào những cái phần này đâu. Những cái chỗ này nó quá sâu, trừ khi bạn mang cái thuốc đấy và tiêm thẳng vào cái u của nhân. Thế thì bạn châm A 2.0 ạ. Mình nghĩ rằng là cái chỉ định thì không có chống chỉ định đâu. Tuy nhiên thì bạn khi chúng ta tiếp xúc với một khách hàng mà lại có bệnh mãn tính, bất kể bệnh gì nhá, kể cả là bệnh nổi sung, chúng ta cũng nên chú ý một chút xíu. Bởi vì những khách hàng này luôn luôn là khó, luôn luôn là khó chiều đúng không ạ? Và có rất nhiều thứ than vãn. Đôi khi là khối u tự nhiên bung bét và người ta đổ cho mình, nó cũng là một cái điều mà chúng ta nên cân nhắc tránh xa đúng không? Chúng ta cứ bắt đầu với thằng bôi trước đi, khách hàng cảm thấy hài lòng, thật là ok, tư tưởng thoải mái thì chúng ta hãy làm. Và một số bạn cũng hỏi về vấn đề là bệnh mãn tính khối hợp, nó không có chống chỉ định được. Với cái trường hợp mọc tóc, kích thước mọc tóc thì chúng ta chú ý là khi chúng ta tiếp xúc với một khách hàng rụng tóc thì nó là thuộc cái rụng tóc gì đúng không ạ? Tóc nó có vẻ hơi phức tạp một chút, nếu mà hôm nào mà có điều kiện cũng là có thể xin bên Ino Aesthetic cho thêm một buổi tóc được không ạ? Đây là cũng là một lời gợi ý, bởi vì bác sĩ Minh rất thích về tóc. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ lưu ý là tóc rất là phức tạp nhé. Chúng ta sẽ có những trường hợp rụng tóc thành từng cái tròn một đúng không? Chúng ta sẽ gặp những trường hợp hói đúng không? Đặc biệt con trai đúng không? Trắng đi một mảng và bầu trời bao la đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những trường hợp đấy là rụng tóc sâu đẻ đúng không? Thưa dần và có thể rụng tóc sâu đẻ hoặc là rụng tóc do tuổi già. Tuổi trung niên rồi thì bắt đầu sợi tóc nó không được nuôi dưỡng tốt thì nó sẽ mọc thưa dần, nó không thành bầu trời mà cũng không thành chòm sao, nhưng mà nó cứ thưa mãi và chúng ta chẳng có cái gì để mà bổ đằng sau cả. Thế thì về cơ bản tóc là một trường hợp phức tạp và nó có rất rất là nhiều cái bệnh khảm tóc khác nhau. Trong cái trường hợp sản phẩm Hair Loss Control thì về cơ bản nó sẽ rất rất ưu thế cho những trường hợp mà rụng tóc thưa dần. Bởi vì tại sao cái rụng tóc thưa dần này, cái nguyên nhân về nội tiết nó rất là thấp. Nó không giống như trường hợp mà hói của nam, đấy là nguyên nhân nội tiết rất là rõ. Thế thì vâng, nó là một cái cơ địa, nó liên quan rất nhiều đến vấn đề về nuôi dưỡng. Và vì thế cho nên sản phẩm Hair Loss Control cơ bản là chúng ta chỉ định cho trường hợp rụng tóc của phụ nữ mà thưa dần là cái chỉ định tốt nhất. Ngoài ra thì nói đến vấn đề về thời gian đúng không ạ? Thời gian mà để nhìn thấy tóc mọc thì nghe có vẻ hơi khó. Các bạn có biết rằng là bao lâu thì một sợi tóc có thể mọc được khoảng độ nhìn thấy khoảng độ 3-4 cm không ạ? Vâng, nó chỉ có thể mọc được tối đa là đến 1-1.5 trong vòng 1 tháng thôi. Cho nên chúng ta tiêm liên tục trong 1 tháng hay chúng ta tiêm cách quãng trong vòng 1 tháng thì chúng ta cũng phải cái sợi mạ nó mọc lên của chúng ta cũng chỉ được có 1 cm nhỏ trong vòng 1 tháng. Chúng ta sẽ không thể nào thấy tất cả các phương pháp điều trị rụng tóc mà có hiệu quả rõ rệt trước 4 tháng đâu. Cho nên về cơ bản chúng ta hãy xác định tinh thần cho khách hàng của chúng ta cũng như bản thân chúng ta, nếu muốn sử dụng các sản phẩm về Hair Loss Control, đấy là ít nhất 4 tháng liên tục đúng không ạ?
về liệu trình của bên bên InnoAesthetic thì có lẽ là các anh chị sẽ tham khảo với bên hãng để biết chính xác là chúng ta nên tiêm 1 tuần, 2 tuần hay 3 tuần một lần. Nó phụ thuộc vào vấn đề hòa tan của sản phẩm thuốc. Chúng ta có thể, đa số thì bác sĩ Minh hay tiêm tóc, các cái dòng nuôi dưỡng tóc trong vòng 2 tuần một lần, 2 đến 3 tuần tiêm một lần. Và ngoài ra bổ sung thêm dầu gội, bổ sung thêm thuốc xịt tại chỗ để nó tăng cường cho cái quá trình tiêm này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chỉ có thể thấy được cái hiệu quả một cách rõ rệt, sợi tóc con mọc lên, nhìn thấy chồng lên trên trời chẳng hạn, trong vòng khoảng 4 tháng. Chúng ta đừng có cố gắng làm cho nó nhanh hơn, có bón phân thêm nữa không nên. Đồng ý không ạ? Có một bạn hỏi rằng là khi mà đã dùng cái niacinamide để tiêm cho cái trường hợp da dầu thì có cần phải dùng thêm bổ sung đường uống hay không? Thế thì bác sĩ Minh cũng đã nói rồi, cái dòng sản phẩm tiêm cho da dầu này không phải trường hợp để xử lý các cái trường hợp mụn rất là nặng, đúng không ạ? Chúng ta vẫn tuyệt đối vẫn phải tuân thủ cái phác đồ điều trị trứng cá bằng đường bôi, đường uống để giải quyết cái vấn đề mụn. Chỉ có điều là khi mà một khách hàng của chúng ta mụn trứng cá đã ổn rồi, da chỉ còn dầu thôi, chỉ còn thâm thôi, và người ta muốn tiêm một cái gì đó và cải thiện, và chúng ta không muốn tiêm quá nhiều dưỡng cho người ta, thì chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm đấy là tiêm dành cho da dầu, thì chúng ta sẽ dùng cái hoạt chất niacinamide, được không ạ? Xin bác sĩ cho hỏi trong quá trình điều trị đàm ấy, thì chúng tôi tiêm mezo thì quá trình thường là cái thời gian tiêm là khoảng bao nhiêu lâu và cách nhau bao nhiêu, một cái liệu trình từ cái lần tiêm nọ đến lần tiêm kia bao nhiêu lâu, và trong cái quá trình tiêm ấy thì thường chúng tôi tiêm trong các cái sản phẩm của các cái bên khác ấy, thì nó hay trong giữa các cái đợt tiêm thì nó hay tăng cái đốm nám lên, nhưng mà cũng rất là lo lắng không biết là cái liệu trình đấy nó hiệu quả bao nhiêu lâu, nó hiệu quả và hiệu quả được bao nhiêu phần trăm được cái sản phẩm. Dạ, dạ ơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị ạ. Câu hỏi rất là thú vị và liên quan tới một cái mảng rất là sâu, đấy là mảng sắc tố, đúng không ạ? Chắc là một số bạn cũng đã tham gia cái buổi về phần sắc tố mà bác sĩ Minh trao đổi cùng với bên InnoAesthetic cách đây vài tháng rồi. Chúng ta có thể sẽ có một cái buổi trao đổi tương đối dài để có thể làm rõ được phần này. Tuy nhiên thì để có thể hình dung được một cách rất là dễ hiểu về phần nám, thì bác sĩ Minh cũng nhắc lại một vài cái keyword cho vấn đề về sắc tố. Việc đầu tiên của điều trị sắc tố đấy là các anh chị phải khẳng định nó là nám hay nó là cái gì không phải nám, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta tiêm nám với cả tiêm bớt hô đi là khác nhau hoàn toàn rồi, đúng không ạ? Tàn nhang thì khác nữa, đúng không? Đồi mồi khác hẳn, đúng không? Thế thì nó có lại cơ bản, nếu như thực sự là khách hàng của các anh chị là một trường hợp nám, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp tiêm. Ở trên cái slide mà bác sĩ Minh hôm nay trao đổi với các bạn thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có hai thành phần, hai hoạt chất, đúng không ạ? Hai sản phẩm là để dành cho vấn đề về trắng sáng, đúng không ạ? Một cái hoạt chất mà có chứa vitamin C, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái hoạt chất này dành cho cái trường hợp làm trắng sáng toàn bộ làn da, đúng không ạ? Mà không phải là có nám thành từng vết, từng ổ, đúng không ạ? Thì khi chúng ta sử dụng đồng đều giống như trường hợp sử dụng căng bóng và làm trắng sáng thì chúng ta nên sử dụng hoạt chất này. Tuy nhiên nếu như thực sự khách hàng bị nám thì cái vitamin C này nó sẽ không có hiệu quả nhiều. Chúng ta nên chuyển sang dòng Milite 01 ID, đúng không ạ? Bởi vì tại sao? Trong đó nó có hẳn tamoxific acid, đúng không ạ? Nó có hẳn các cái hóa chất để làm ức chế cái quá trình tiết ra cái sắc tố, đúng không ạ? Ức chế trực tiếp vào melanocyte. Và đương nhiên là hoạt động của melanocyte nó không có nhanh. Nó là một cái tế bào, nó đẻ ra cái sắc tố cũng chậm, và rồi nó tiêu cái sắc tố đấy đi cũng chậm. Và khi nó ngừng cái hoạt động của nó không hoạt động nhiều nữa, thì cái việc ức chế, cái việc nó tiết ra cũng rất là chậm. Cho nên kinh nghiệm cho thấy là bác sĩ Minh không bao giờ điều trị một ca nám dưới 4-6 tháng cả. Và sau 4-6 tháng thông thường nếu như điều trị tốt nhất, các anh chị sẽ thấy đạt được hiệu quả trên 50%. Nhưng mà đừng có nói 100% nha, 90% không bao giờ có đâu nha. Khách hàng sẽ rất hài lòng với trường hợp là giảm nám được 50%, bởi vì mặt đen xì như đít nồi và tự dưng thành trắng sáng hơn một chút, vẫn thấy nám nhưng giảm được 50% sau khoảng 4-6 tháng là quá hữu hiệu, quá là tốt rồi. Và một cái công thức không bao giờ quên, bất di bất dịch, đấy là bắt buộc phải chống nắng. Tiêm mezo là chúng ta đã phải chống nắng rồi, tiêm cho một cái bà đen xì nữa thì càng phải chống nắng. Và nếu như chúng ta tiêm điều trị các cái tiêm hoặc laser hoặc là các cái phương pháp điều trị nám cho khách hàng mà chúng ta chống nắng được tốt, thì các bạn bác sĩ Linh không nghĩ là nó sẽ có thể đen đi. Chúng ta hay check lại tại sao nó đen đi. Tiêm mezo không phải là phương pháp gây tăng sắc tố, bản thân tiêm không sẽ không tăng sắc tố. Ví dụ laser nám thì tăng sắc tố, nhưng nếu mà chúng tiêu nám chúng ta tăng sắc tố, nhưng nếu mà chúng ta phối hợp thật tốt với cái kem chống nắng thì nó phải đảm bảo được vấn đề đấy.
Và nguyên tắc bất di bất dịch của bác sĩ Minh là một bệnh nhân điều trị nám luôn luôn kê kem chống nắng, gọi là only one, duy nhất một thành phần kem chống nắng thôi trong vòng 1 tháng đầu. Nếu khách hàng trụ được với cái vấn đề là dùng kem chống nắng thật chuẩn, đúng không? 4 lần một ngày, đúng không? 3 tiếng một lần là tối thiểu, thì bác sĩ Minh sẽ cho sử dụng các phương pháp khác, tiêm rồi là gen vân vân. Chứ còn nếu mà không chống nắng tốt thì cái việc bị nắng tố nó là không thể tránh khỏi. Lỗ chân lông to sử dụng phương pháp nào thì hiệu quả? Có thể chia sẻ kinh nghiệm được không ạ? Bác sĩ Minh rất vui vẻ khi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Tích lũy kinh nghiệm là để chia sẻ. Lỗ chân lông to là một trường hợp khó thì gọi là khó là đúng, nhưng mà không khó thì cũng đúng. Bác sĩ Minh cũng rất thích chữa cho khách hàng lỗ chân lông to, bởi vì cái lỗ chân lông nó có vẻ là hơi khó để đánh giá, đúng không ạ? Đôi khi bệnh nhân thấy vui cười cái nhìn gương thấy mé đi rồi, đúng không ạ? Thế vì thế cho nên là nó không phải là một cái trường hợp bệnh lý rất là nặng như kiểu nám má. Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận những khách hàng này, và nếu như tâm lý người ta tốt thì bản thân tâm lý tốt là thấy lỗ chân lông nhỏ gì rồi. Còn nếu mà chúng ta dùng bằng phương pháp điều trị thì bác sĩ Minh rất thích tất cả những cái dòng dành cho da dầu mụn, bởi vì thực tế lỗ chân lông to, tại sao nó to? Bởi vì thực tế nó là một cái da dầu. Một cái da dầu đôi khi là trong cái lỗ này nó còn có hẳn một đống cụi bã, đúng không? Của cái nhân chẳng hạn, thế là cái lỗ nó to dần, đúng không? 20 tuổi thì nó siêu, 30 tuổi thì to gấp đôi rồi, đến sau đó thì nó sẽ rất là tệ. Thế cho nên là nó là một quá trình to mạng tính, và khi chúng ta làm giảm nó cũng sẽ là giảm từ từ. Và chúng ta đừng có cố gắng để biến một khách hàng 30-40 tuổi trở thành sẽ làn da trước khi dễ thì rất là khó. Chúng ta có thể sử dụng sản phẩm tiêm dành cho da dầu, và chúng ta kết hợp với các kem bôi cũng như thuốc uống điều trị mụn. Đấy là những phương pháp hiệu quả nhất dành cho lỗ chân lông to. Và còn làm laser, làm lăng kim, làm peel về cơ bản cũng không có tệ, nhưng có vẻ không được tốt bằng phương pháp uống, bôi và tiêm các cái dòng dành cho da dầu. Vâng ạ, chính là cái AKM ID, chính là dòng dành cho da dầu mụn. Vâng, nó sẽ có bao gồm niacinamide, nó bao gồm kẽm, đúng không ạ, và bao gồm pyruvic acid vân vân, để nó làm kiềm dầu, kiềm tuyến bã. Thì đấy là cái tốt để cho chúng nâng cao. Trong việc điều trị nám kết hợp với meso, đúng không ạ? Điều trị nám mà kết hợp với meso, nghĩa là ngoài meso ra thì chúng ta có thể làm laser, chúng ta có thể bôi, đúng không? Về cơ bản, phương pháp điều trị nám tốt nhất mà bác sĩ Linh hay lựa chọn đấy là kem chống nắng thật tốt cùng với thuốc bôi thật tốt, và tiêm meso vào giữa lần, những lần giữa thành đợt. Nám má bác sĩ Linh gần như không bao giờ chỉ định laser. Thực ra thì có thể các anh chị sẽ chỉ định cho trường hợp sắc tố dùng laser rất là nhiều, và laser rất hiệu quả cho trường hợp sắc tố, nhưng không, ví dụ là cái gì ạ? Ví dụ như tàn nhang, đúng không? Tàn nhang mà bôi thì không bao giờ đỡ, đúng không? Tiêm chẳng bao giờ đỡ, bôi chẳng bao giờ đỡ, bắt buộc phải laser mới đỡ. Và bớt hôn đi cũng thế, bắt buộc phải laser mới đỡ, bôi gì cũng vậy thôi. Vì các bạn hay gọi nó là nám chân sâu, đúng không? Nhưng thực ra nếu mà đã là nám thì nó không có chân, mà nó cũng không có sâu, mà nó không nông, cái nám nào cũng từ trung bì thượng bì cả, đúng không ạ? Và vì thế cho nên riêng nám má thì bôi và tiêm chắc chắn là hiệu quả hơn tất cả các phương pháp khác, đúng không? Cho nên bác sĩ Minh rất thích khi phối hợp. Nếu như có phối hợp thì chúng ta có thể phối hợp với peel, nó cũng không khác gì phương pháp bôi là mấy, nhưng mà nó là mạnh hơn, hoàn chất mạnh hơn thôi. Chứ còn laser, bác sĩ Minh không chỉ dùng laser cho nám má, rất là xin lỗi phần này. Còn phần bôi tiêm thì giống như là chúng ta đã chia sẻ rồi, nám có rất là nhiều cái mức tạo ra sắc tố, đúng không ạ? Melanocyte nó tạo ra sắc tố, xong sắc tố chạy lên trên và chui ra bên ngoài, đúng không ạ? Chúng ta peel, chúng ta bôi, chúng ta ức chế tế bào sắc tố, và chúng ta chống viêm, và chúng ta phối hợp phương pháp là bắt buộc, phối hợp hoạt chất là bắt buộc. Nếu mà chúng ta sử dụng một cái hoạt chất tiêm mà có tham gia acid rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta phối hợp với một cái phương pháp bôi có chống nắng, có ức chế melanocyte, và chúng ta sẽ peel bằng retinol, đúng không? Đấy là một phương pháp phối hợp tốt. Còn laser là không có. Dòng meso điều trị da dầu mụn có dùng cho phụ nữ, cho con bú không? Nó thoải mái thôi à, bởi vì phụ nữ cho con bú thì người ta chỉ có lo lắng nhất về vấn đề là thuốc uống, đúng không ạ? Uống isotretinoin và kể cả những thuốc kháng sinh dành cho chữa mụn thôi ạ. Thì người ta yêu cầu phải tránh thai mà. Chứ còn đường tiêm, đường bôi thì không có chống chỉ định như thế này. Bản thân bác sĩ Linh trong thời gian có bầu thì cũng da dầu mụn thì cũng chỉ có bộ vẫn bôi vitamin acid bình thường, và tiêm cũng vậy thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì giai đoạn nhạy cảm rất là khó tính, rất là khó bằng, chúng ta nên cân nhắc. Nám tiêm trang acid thì nếu không pha loãng thì có đạt hiệu quả cao không ạ? Không pha loãng
bác sĩ Minh không chắc là vấn đề về pha loãng. Vấn đề pha loãng là vấn đề liên quan đến liều đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua một cái ấm thang đây sang bích bên ngoài đúng không? Thì chúng ta mới phải pha. Chứ còn hóa chất tiêm này chúng ta phải pha vì người ta đã để cái nồng độ nó là 20% đúng không ạ? Thang đây sang bích acid rồi, thôi không phải pha nữa. Không pha loãng nữa vì nó đã pha sẵn rồi gì? Nó đã có một cái hàm lượng chuẩn rồi. Hàm lượng chuẩn này không những là chuẩn với thang đây sang bích acid mà còn chuẩn với cả cái việc phối hợp nó với các cái hóa chất khác trong đó rồi đúng không ạ? Các cái chất ức chế tyrosina khác rồi chúng ta sẽ không pha loãng nó. Bác sĩ gợi ý thuốc bôi trị nám hiệu quả. Wow, bôi trị nám hiệu quả không nào? Xin mời bạn đến với Ino Aesthetic trong buổi học về nám má. Không biết là các bác sĩ ở anh chị ở đây có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Có ai có câu hỏi gì để cho bác sĩ nữa không ạ? Vâng, các anh chị có thể liên hệ về nám đúng không ạ? Thực ra thì trước buổi hôm nay thì bên training của bên Ino Aesthetic cũng có trao đổi bác sĩ Minh là chị Minh ơi, chị cho thêm các cái về nám thì có vẻ nhiều người hỏi về nám quá. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh những người hỏi về nám thì lại cũng rất là nhiều người hỏi về béo, rồi nhiều người hỏi về mụn. Thế cho nên bác sĩ Minh quyết định thôi. Mezo là mezo, đúng là nám đúng không? Với một cái bài mà rất là nhiều hóa chất mezo thì đây là một cái khái niệm sơ lược toàn bộ những cái bệnh mà chúng ta có thể dùng bằng mezo được. Còn nếu mà chuyên sâu về nám thì chúng ta mất một buổi nó sâu hơn một chút xíu, cả bôi cả uống cả laser cả pin gì đó thì chúng ta cho vào một buổi riêng thì nó mới đủ được. Còn trong cái buổi ngày hôm nay thì chỉ nhấn lại anh chị đấy là Bilife01 ID, đấy là sản phẩm dành cho nám nhá. Còn cái sản phẩm detoxion là vitamin C thì là sản phẩm làm trắng sáng làn da đúng không? Là nhẹ hơn cái kia đúng không? Thế thì chúng ta lưu ý là trong phần mezo mà dùng cho sắc tố thì có hai cái hóa chất đó, hai cái thành phần sản phẩm đó và chúng ta tham khảo thêm. Còn một cái liệu trình này nào chúng ta sẽ trao đổi trong một buổi khác. Chị ơi, chị cho em hỏi là cái điều trị nám ở bên mình này nó có bị tái phát lại không ạ? Nám, vấn đề quan trọng của nám đấy là nó gần như không bao giờ khỏi. Nó gần như không bao giờ khỏi. Chính mà nó được bao lâu mới điều quan trọng. Vâng, cái việc đầu tiên đấy là em để cho nó đỡ đi đã là một công đoạn quá khó khăn. Trên 50% là đáp ứng rất tốt. Vâng, và những trường hợp tốt nhất của bác sĩ Minh thì không được quá 90%. Và vì vậy nghĩa là nó không khỏi cho nên chúng ta sẽ không có đoạn tái phát. Quan trọng đấy là chúng ta duy trì chống nắng thật tốt và phối hợp giữa những phương pháp bôi, phương pháp peel và phương pháp tiêm cho thật là nhuần nhuyễn để khách hàng không bị nặng lên, đúng không? Nó không quay trở lại từ ban đầu chứ còn khỏi để mà tái phát giống như một cái bệnh gọi là bệnh cúm xong hôm sau khỏi hẳn hôm sau nữa lại cúm thì không có. Cho nên là chúng ta cố gắng là với những trường hợp này đáp ứng tối đa và duy trì theo càng dài càng tốt, đúng không? Em nói ví dụ như là khi mà mình điều trị nám ấy thì là tất cả những cái sản phẩm ví dụ như là dưỡng trước này là phải theo của sản phẩm bên mình hay là mình có thể dùng kết hợp với các cái khác nữa không? Thực ra cái vấn đề là hôm nay chúng ta đang làm quen với một cái sản phẩm duy nhất là tiêm Bilife01 để tiêm cho nám má. Hôm nay chúng ta còn chưa nói về vấn đề chống nắng đúng không ạ? Chúng ta chưa nói về vấn đề các kem bôi cho nên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề đấy là có cần bắt buộc phải dùng của hãng hay không, đúng không ạ? Bác sĩ Minh thì không bao giờ đi theo cái hãng nào cả bởi vì thực tế thì Ino Aesthetic rất là tốt trong trường hợp là có cái sản phẩm có thang acetic acid để tiêm cho nám nhưng mà những sản phẩm bôi thì cần nhắc cho nên là chúng ta sẽ làm một buổi khác và chúng ta không đừng có một cái thói quen đấy là phải dùng cả bộ của cả một hãng rất dở bởi vì có những cái trường hợp đấy là người ta mạnh về cái phần này thì người ta rất là kém phần khác. Cho nên bác sĩ Minh không có bóc phốt của hãng không được chủ hàng bác sĩ Minh nhưng nói tóm lại gần như không bao giờ sử dụng cùng một bộ sản phẩm của hãng từ đầu đến cuối bởi vì chúng ta phải lựa chọn hóa chất cho thật tốt. Cảm ơn ạ. Bác sĩ cho em hỏi một chút là có cách nào để test các sản phẩm trước khi mà mình làm meso để tránh những trường hợp dị ứng hay là sốc phản vệ không ạ? Ồ, vấn đề về test sản phẩm để tránh sốc phản vệ cũng chia sẻ với các bạn là bác sĩ Minh thì thông thường hay giảng bài cho sinh viên ở trong trường y và thường xuyên được phân một cái bài cực kỳ củ chuối, cực kỳ đáng ghét giống như bài mỡ đấy, đó là dị ứng thuốc và sốc phản vệ. Và trong khi mà giảng bài này thì buồn vô cùng, câu đầu tiên mở bài bao giờ cũng là cầu mong tất cả các bạn đừng bao giờ gặp phải trường hợp đấy bởi vì nếu bác sĩ Minh mà gặp thì bệnh nhân cũng to. Trường hợp sốc phản vệ là một trường hợp cực kỳ là hiếm gặp và chúng ta tất cả những phương pháp test cho sốc phản vệ đều về cơ bản là không có giá trị. Chúng ta test cho sốc phản vệ chúng ta chỉ có thể khi chúng ta test chúng ta chỉ có thể test để những trường hợp kích ứng rồi. Ví dụ như chúng ta bôi kem lên trên bề mặt da chúng ta xem nó có bị đỏ, có bị kích ứng, khó chịu hay không thôi. Chứ còn trường hợp sốc phản vệ thì không bao giờ test được.
đã sốc là sốc, mà càng tét có khi sốc sốc luôn luôn tét, liều càng nhỏ thì càng sốc mà, cho nên sốc luôn luôn tét nhá. Cho nên là cái đấy nó là may rủi. Cầu mong là tất cả chúng ta ở đây sẽ không gặp phải trường hợp này, và chúng ta luôn luôn lưu ý khi quốc bác sĩ Minh đã nhắc nhở cho phần trường hợp sốc phản vệ, đó là trang bị ngay lập tức tất cả hộp chống sốc trong đơn vị tiêm của chúng ta. Vâng ạ, sử dụng hộp chống sốc rất là đơn giản đúng không ạ, với một ống adrenaline đúng không, chúng ta cứ lấy bông tiêm hút ra và tiêm bất kỳ liều nào và bất kỳ vị trí nào chúng ta có thể nhìn thấy ở trên mặt, trên người bệnh nhân. Dễ nhất là cắm thẳng vào đùi và bơm, không cần phải lo lắng vấn đề về liều, bởi vì đối với trường hợp sốc phản vệ thì adrenaline là sản phẩm duy nhất có thể cứu được bệnh nhân sống. Và chúng ta lại rất là dễ để có nó, sử dụng rất dễ. Chúng ta nên tham khảo về pháp đề đồ chống sốc trước khi chúng ta bắt tay vào tiêm meso. Chứ còn tất cả các phương pháp test có khi còn chết luôn lúc test. Bởi vì test là một liều mà đã phản vệ là phản vệ với liều nhỏ nhất có thể. Đấy là may rủi số của bác sĩ, số của bệnh nhân. Vâng, tách kích cứng thì thoải mái thôi ạ, bạn cứ test thôi. Nếu như mà cái hoạt chất ở trong tất cả hoạt chất tiêm, các bạn sẽ đều thấy là có cả đường bôi đúng không? Người ta đã có hoạt chất tiêm là chắc chắn là có hoạt chất bôi, ví dụ như niacinamide có tiêm là có bôi, camlizamide có tiêm là có bôi. Bạn có thể sử dụng hoạt chất đấy để bôi xem có kích cứng hay không. Không. Bạn muốn hỏi xem cách bôi như nào ha? Cô lại một bài bác sĩ Minh hay giảng. Đấy là phân biệt viêm da tiếp xúc kích ứng và viêm da tiếp xúc dị ứng đúng không? Chúng ta sử dụng bất kỳ sản phẩm, kể cả sản phẩm ống tiêm ạ. Chúng ta lấy cái dung dịch trong đấy chúng ta bôi đúng không ạ? Chúng ta chọn một vùng da lành, cái vùng mà chúng ta dễ mà hướng dẫn nhất đấy là vùng mặt trong của cánh tay đúng không? Bởi vì nó không bị ảnh hưởng quá nhiều của môi trường, nó không bị trôi đi cũng như nó không bị ảnh hưởng của ánh nắng. Chúng ta bôi vào vùng đấy, hoặc nếu mà không chúng ta có thể bôi vào lưng đúng không ạ? Chúng ta bôi và để theo dõi, quan sát trong vòng 1 đến 3 ngày. Tất nhiên là để đọc test kích ứng thì nó còn có một cái bát test, nó có một cái kiến thức chuyên sâu hơn một chút xíu nữa, nhưng một cách đơn giản để chúng ta có thể test như vậy. Tuy nhiên thì về cơ bản các cái thành phần kích ứng này nó cũng không có quá nguy hiểm. Bệnh nhân có kích ứng hay không thì cùng với cái việc là nó hơi đỏ khi tiêm ấy, nó có thể hơi lẫn lộn, các bạn đừng quá lo lắng. Chỉ có những trường hợp mà chúng ta nhận định ra rằng là khách hàng đã nói là tôi không bao giờ dùng salicylic đâu, tôi không bao giờ dùng niacinamide đâu, vì lần nào tôi dùng tôi cũng khó chịu, thì thôi bỏ qua cái sản phẩm đó. Chứ còn không nhất thiết phải test đúng không? Không test, không cần test. Kích ứng thì mấy hôm ấy, tiêu nhanh lắm, một tuần hết. Nếu mà để được một tháng hoặc là hai tháng thì lại mừng quá đúng không? Nó sẽ tiêu rất là nhanh, cho nên cái quá trình kích ứng nó cũng không làm cho các bạn quá phiền nữa. Nếu mà tất nhiên nếu mà trong trường hợp có kích ứng, có khó chịu thì cứ trao đổi lại bác sĩ Minh, sẽ hỗ trợ các bạn tối đa trong những trường hợp này. Mặc dù có thể có, nhưng không phiền lắm. Ôi trời ơi, bôi Hori nó là một cái có chân rất sâu ạ. Anh cứ dùng laser mà bắn đi ạ. Cái đó không có chỉ định gì của tiêm hay là mình cái bôi ạ. Đã là bớt Hori là phải chuyển sang đường laser rồi. Vâng. Thực ra anh hoàn toàn có thể tiêm cho khách hàng vớt hô ly của anh bằng một sản phẩm trị nám, khách hàng vẫn sẽ ưng nếu mà anh biết cách tư vấn. Nhưng anh phải nói với khách hàng rằng cái bớt này nó không hết, những cái xung quanh nó trắng ra. Chị định tiêm đúng không ạ? Người ta nếu mà người ta chỉ nói rằng là tôi muốn chữa đúng cái bớt đấy thì đừng có tiêm vào đó, vì nó không hết nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn hoàn toàn có những khách hàng vớt hô ly. Bác sĩ Minh có rất nhiều khách hàng vớt hô ly và vẫn tiêm sản phẩm làm trắng đúng không ạ? Bởi vì thực ra là người ta sẽ có rất nhiều các cái hacks ở trên da mặt và người ta sẽ vẫn hiệu quả với cái sản phẩm để điều trị nám, chỉ có điều cái bớt thì không hết. Đấy là cái duyên của bác sĩ. Vâng, laser thôi anh ạ. Đã là bớt rồi. Không phải nào cho nên là bớt. Chúc anh câu được nhiều khách hàng rồi. Câu được bớt không đi mà vẫn tiêm được. Vâng, cái đấy người ta gọi là câu đấy. Nó là duyên ạ. Cái duyên của bác sĩ ạ. Bác sĩ tư vấn với khách là đến đây chữa bớt hori nhưng mà chuyển sang điều trị nám. Đấy là do duyên. Đấy nhắc các anh chị nhé, nếu mà có câu hỏi nào thêm thì chị có thể cứ liên hệ với hãng, bác sĩ sẽ hỗ trợ nhiều lao trong cái chuyên đề này ạ.